Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Kiếm khí Triều Thiên của tác giả Tịnh Vô Ngân. Tập 3 chương 21, Ông cháu. Lão nhân sống ở bên bờ thành huyện Lâm An. Lý Phàm và Lý Hồng Y đi theo lão một đoạn đường rất dài. Dựa vào tốc độ đi của lão, có lẽ nửa đêm lão đã bắt đầu đi từ nhà để đến miếu Thành Hoàng cầu phúc cho cháu gái. Trong ngõ nhỏ cũ kỹ, căn nhà tồi tàn đến mức có thể sập bất cứ lúc nào, khắp nơi lộ ra những hố nước. Trong sân nhỏ chật hẹp và đổ nát, lão nhân ngồi trên bậc cửa một căn phòng mục nát, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Hà, hôm nay ra ra lại đến miếu Thành Hoàng cầu phúc cho con. Con vẫn chưa khỏi, chắc là do công đức chưa đủ. Gia Gia không có khả năng lớn, chỉ có thể từng chút một tích góp, đến khi công đức đủ, con nhất định sẽ khỏe. Hôm nay Gia Gia gặp hai người trẻ tuổi ở miếu Thành Hoàng, rất lễ phép, cũng gọi ta là Gia Gia. Cô nương kia dù che mặt, nhưng đôi mắt thực sự rất đẹp, giống như con, đầy linh khí, sức khỏe cũng tốt. Nếu con khỏe lại, con cũng sẽ giống nàng, thật tốt. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, chắc là phu quân của nàng. Tướng mạo thật tuấn tú, đợi khi con khỏe, Gia Gia sẽ tìm người làm mối cho con, cũng tìm một phu quân đẹp trai như vậy, có được không?" Trong mắt lão nhân lộ ra vài phần ước mơ, khó khăn lắm mới nở được nụ cười. Hình ảnh đó, thật tốt đẹp. Lão nhân tiếp tục nói một mình: "Tiểu Hà, chắc con đói bụng rồi, Gia Gia sẽ nấu cơm cho con ăn." Nói rồi, lão khó khăn đứng dậy, đi đến bên cạnh nhặt củi, đếm từng hạt gạo để vào nồi. Lão cực nhọc nhóm lửa, đến khi lửa cháy, mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Còn lão thì lại đi đến bên cạnh, cầm lấy vỏ cây, bắt đầu gặm. Nhưng vì tuổi cao, răng không còn tốt, lão chỉ có thể gặm từng chút một, nhai nhấm nuốt vào một cách khó khăn. Lý Hồng Y có chút không chịu nổi, nhấc chân muốn đi vào bên trong, nhưng bị Lý Phàm kéo tay lại. Lý Hồng Y nhìn hắn, chỉ thấy Lý Phàm đi trước nàng, đến trước sân, gọi: "Ra ra." Lão nhân ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn mới nhận ra là Lý Phàm và Lý Hồng Y. Lão định đứng dậy, nhưng Lý Phàm đã bước lên trước: "Gia Gia, ngài cứ ngồi đi. Các ngươi sao lại đến đây?" Lão nhân hỏi. "Ta nghe Gia Gia nói cháu gái mắc phải quái bệnh, ta có học qua một chút y thuật, nên đến xem có giúp được gì không." "Gia Gia không cần để ý," Lý Phàm nói. "Nơi nhỏ hẹp, không có chỗ ngồi." Lão nhân có chút ngại ngùng. "Không sao, chúng ta ngồi trên đất cũng được." Lý Phàm ngồi xuống bên cạnh lão nhân, Lý Hồng Y cũng theo đó ngồi xuống. "Thứ này không tốt cho sức khỏe." Lý Phàm quay sang Lý Hồng Y nói: "Phu nhân, ngươi đi mua chút đồ ăn." Lý Hồng Y bối rối: "Đóng vai nghiện rồi sao?" "Được." Lý Hồng Y đứng dậy đi ra ngoài. "Như vậy sao được?" Lão nhân nói. "Thầy thuốc có lòng, Gia Gia không cần để ý." Lý Phàm nói. Lão nhân mắt đỏ hoe, nhìn đôi trai gái trước mắt, thật tốt. Nhưng Tiểu Hà sợ người lạ, ban ngày cũng không nói chuyện, sợ rằng không chịu ra đầu. "Không sao, ta có thể đợi." Lý Phàm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vụ việc ở miếu Thành Hoàng, Tiểu Hà có thể biết chân tướng. Không lâu sau, Lý Hồng Y quay lại, hai tay mang theo không ít đồ, trông như một phụ nữ nội trợ, hoàn toàn khác với hình tượng Hồng Y tiên tử ở huyện Lâm An. "Ai?" Lão nhân nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, lau đi nước mắt. "Lão già này thật hổ thẹn." Lão nhân nói. "Lão nhân gia, ngài nói rằng sau khi cháu gái ngài đến miếu Thành Hoàng, ngài liền khỏi bệnh. Có thể là ngài vốn đã sắp khỏi, giờ cầu Thành Hoàng nhiều lần, Tiểu Hà vẫn không thấy tốt hơn, về sau không cần đi nữa." Lý Phàm khuyên nhủ: "Tiểu tử, còn sống thì phải có chút hy vọng." Lão nhân không phải không hiểu điều này, nhưng ngoài cách đó, còn có thể làm gì? Ngoài cách đó, lại có thể làm gì? Lý Phàm hiểu rằng cầu thần bái Phật có lẽ cũng chỉ là để cầu một sự an tâm, cầu một chút hy vọng. Chỉ tiếc rằng, họ đang cầu một tà thần. Còn sống thật mệt mỏi. Lão nhân thở dài nói: "Nhưng vì Tiểu Hà, ta phải cố gắng thêm chút nữa. Nếu Tiểu Hà có chuyện gì không hay, ta cũng sẽ đi theo." Lý Phàm đột nhiên cảm thấy một nỗi bi ai. Lý Phàm không đánh vỡ giấc mơ của lão nhân, đây là hy vọng để lão sống tiếp. Lý Phàm trò chuyện cùng lão nhân, sắc trời dần tối, nhiệt độ ở thành Lâm An cũng lạnh đi vài phần. Đợi đến khi trời tối hẳn, lão nhân mới gõ cửa phòng Tiểu Hà, nói: "Tiểu Hà, ta đã nhắc với con về tiểu tử kia. Hắn biết y thuật, đến để giúp con." Không ai đáp lại. Lão nhân gọi thêm vài tiếng, nhưng vẫn im lặng.
Lão có chút thất vọng, nhìn Lý Phàm, Tiểu Hà sợ người lạ, sợ là không muốn ra. Ra ra, ngài cứ nghỉ trước, ta sẽ đợi thêm chút nữa. Nếu Tiểu Hà không chịu ra, chúng ta sẽ rời đi, Lý Phàm nói với lão nhân. Được thôi, gần đây huyện thành rất loạn, các ngươi trở về phải cẩn thận. Lão nhân nhắc nhở, Lý Phàm gật nhẹ đầu, lão nhân đi vào kho củi nghỉ ngơi. Tiểu Hà cô nương, chúng ta có chuyện muốn hỏi cô. Lý Phàm gõ cửa, nói nhỏ, không có tiếng trả lời. Liên quan đến sự việc ở miếu Thành Hoàng, Lý Phàm nói tiếp, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Hắn trở về chỗ cũ ngồi xuống, bóng đêm dần buông, trong sân cũ nát âm khí càng nặng nề hơn. Lý Phàm và Lý Hồng Y ngồi đó rất lâu, không có ý định rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo vài tia giá rét, cánh cửa cũ phát ra tiếng kẽo kẹt. Lý Phàm quay đầu lại, thấy một bóng người lặng lẽ đứng phía sau họ. Tóc tai bù xù che quá nửa khuôn mặt, lộ ra một nửa mặt trắng bệch, ánh mắt dữ tợn, đó chính là một nữ quỷ. Là Tiểu Hà sao? Lý Phàm hỏi nhỏ. Nữ quỷ giữ người, kéo tóc sang hai bên, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc lộ rõ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm cũng nhìn nàng, nữ quỷ thấy vậy thì trầm mặc. Sao bọn họ không chạy? Tiểu Hà, là con sao? Tiếng lão nhân từ trong nhà truyền ra, nữ quỷ có chút bối rối, nói, ra ra, đừng ra ngoài. Được rồi, ra ra không ra, họ đến để giúp đỡ, Tiểu Hà con nên nói chuyện với họ. Lão nhân nói, được. Nữ quỷ ngoan ngoãn đáp, rồi nhìn chằm chằm Lý Phàm và Lý Hồng Y, giả bộ dữ tợn nói, ta không cần giúp đỡ. Tiểu Hà cô nương, chúng ta là người tu hành. Lý Phàm đáp lại, Tiểu Hà sững sờ, sau đó quỳ xuống đất, dập đầu trước Lý Phàm nói, ta không hại ai cả, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho ta. Khó trách Lý Phàm không sợ, có lẽ hắn đến để đối phó nàng. Nếu nàng không còn, ra ra sẽ không chịu nổi. Tiểu Hà cô nương, chúng ta không đến để làm hại ngươi, chỉ có vài chuyện muốn hỏi. Lý Phàm nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Được. Tiểu Hà nhẹ gật đầu, vén tóc lên, đã không còn vẻ dữ tợn như trước, mà là một cô gái yếu đuối, trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Lý Phàm thấy cô gái trẻ hơn mình thì ngạc nhiên một chút, rồi im lặng đi ra ngoài. Hai người dẫn Tiểu Hà đến ngồi trên nóc nhà bên cạnh, Lý Phàm hỏi, Tiểu Hà cô nương, hôm nay chúng ta thấy gia gia của ngươi quỳ lạy Thành Hoàng ở miếu, sau đó hỏi thăm biết được tình hình của ngươi. Cái chết của ngươi có liên quan gì đến Thành Hoàng không? Đại nhân, ta không biết gì cả. Tiểu Hà sợ hãi, lại quỳ xuống, thân hình run rẩy. Lý Phàm định nói gì đó, thì thấy Lý Hồng Y tiến lên trước. Tiểu Hà cô nương, chúng ta là người tu hành, không liên quan đến Thành Hoàng, cũng không tin vào quỷ thần. Gần đây có nhiều nữ tử mất tích, ta nghi ngờ có liên quan đến Thành Hoàng, nên mới đến miếu Thành Hoàng điều tra. Lý Hồng Y nhẹ nhàng nói, có phải là Thành Hoàng đó không? Thân thể Tiểu Hà run rẩy dữ dội hơn, Lý Hồng Y lại nói, Tiểu Hà, từ đây đến miếu Thành Hoàng, đi một vòng với tốc độ của gia gia ngươi phải mất hơn nửa ngày. Thân thể của ngài cũng không chịu nổi dày vò như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục để gia gia phải chịu khổ? Nghe đến gia gia, Tiểu Hà không kìm nổi, quỳ trên mặt đất đau khổ nói, ta cũng không muốn, đã khuyên gia gia, nhưng gia gia vẫn kiên quyết đi. Nếu gia gia biết chân tướng, nhất định sẽ đến miếu Thành Hoàng đòi lại công bằng, ta sẽ hại chết gia gia mất. Gia gia sức khỏe yếu, ngài không chịu nổi sóng gió. Ta vốn không nên tiếp tục tồn tại trên đời, nhưng vì gia gia già rồi, ta không yên lòng. Nếu ta đi, gia gia cũng không sống nổi. Tiểu Hà, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Lý Hồng Y hỏi. Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn Lý Hồng Y, vẫn có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lý Hồng Y, nàng cuối cùng cũng mở miệng nói. Hôm đó ta đến miếu Thành Hoàng thay gia gia cầu phúc, thời gian đã muộn nên ở lại miếu nghỉ ngơi. Đêm đó, Thành Hoàng xuất hiện trước mặt ta, hỏi tình hình gia đình ta, sau đó đưa ta xuống ngục dưới lòng đất miếu Thành Hoàng. Nơi đó là một nhà lao, Thành Hoàng hắn. Tiểu Hà lâm vào hồi ức đau khổ nói, đó chính là Thành Hoàng đại nhân, là thần tiên, vậy mà lại giam giữ nữ tử, hút lấy âm khí của họ. Ta chịu nhục sau đó cũng bị giam giữ, trong lòng bi phẫn, đã tự vẫn trong ngục. Không biết vì sao ta trở thành quỷ hồn, trốn về bên gia gia. Ta chỉ muốn cuối cùng có thể ở bên cạnh gia gia. Lý Phàm và Lý Hồng Y nghe xong thì im lặng, có lẽ do oán khí và âm khí quá nặng đã biến Tiểu Hà thành quỷ. Đi. Lý Hồng Y đột nhiên xoay người nói. Đi đâu? Lý Phàm hỏi. Miếu Thành Hoàng. Lý Hồng Y đáp. Không vội. Lý Phàm nhìn về phía Tiểu Hà nói. Tiểu Hà cô nương, ngươi có thể đến Phục Long Sơn Trang tìm Tú Tỷ và Liễu Tiên Sinh,
nói rằng Lý Phàm gửi ngươi đến, có lẽ họ sẽ giúp được ngươi. Được. Tiểu Hà không rõ có nghe thấy hay không, nhưng nói với Lý Phàm, đại nhân, có thể đừng tiết lộ là ta được không? Yên tâm. Lý Phàm gật đầu. Tiểu Hà quỳ xuống cảm tạ, rồi quay về nhà, thấy lão nhân đang ngồi bên ngoài, lão mỉm cười hiền từ khi thấy nàng trở về. Tiểu Hà, con về rồi. Gia Gia. Tiểu Hà nhẹ gật đầu. Tiểu Hà, đến đây với Gia Gia. Gia Gia, trên người con lạnh. Không sao, Tiểu Hà, con cứ lại đây. Lão nhân vẫy tay, Tiểu Hà do dự một chút, rồi ngồi xuống cách lão một bước. Lão nhân nhìn cháu gái, cứ nhìn như thế, mắt càng lúc càng đỏ. Tiểu Hà hỏi, Gia Gia, ngài làm sao vậy? Tiểu Hà, con nói thật với Gia Gia, con có phải không còn nữa không? Mắt lão nhân đầy tia máu. Gia Gia. Tiểu Hà kinh hãi đứng lên. Từ khi con trở về, nhà luôn rất lạnh, ban ngày con không chịu ra, ban đêm mới ra ngoài. Lão nhân nói, hai người trẻ tuổi đó cũng không phải người bình thường, họ không sợ lạnh, ban đêm vẫn ở ngoài, có lẽ là tiên nhân bay tới bay lui. Gia Gia không ngốc, chỉ là Gia Gia không muốn nghĩ tới. Lão nhân khóc lớn, Tiểu Hà, Gia Gia không thể chăm sóc tốt cho con, xin lỗi con, cũng xin lỗi cha mẹ con. Gia Gia. Tiểu Hà quỳ gối bên lão khóc. Tiểu Hà, để Gia Gia ôm con một lần. Lão nhân run rẩy giơ tay, Tiểu Hà quỳ đến bên cạnh, lão nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay xuyên qua thân Tiểu Hà. Lão nhân cười, hai tay vẫn treo lơ lửng, nhắm mắt lại nói, Tiểu Hà, kiếp sau không cần làm cháu gái của ta, con phải nhớ đầu thai vào một gia đình tốt. Gia Gia, kiếp sau Tiểu Hà vẫn muốn làm cháu gái ngài. Tiểu Hà khóc nói. Nâng đầu lên, nàng thấy Gia Gia đã nhắm mắt, không còn hơi thở, nhưng vẫn ôm lấy nàng. Gia Gia, chúng ta cùng đi. Tiểu Hà đầu gục lên ngực lão, thân thể nàng dần dần tiêu tan. Trong sân nhỏ hẹp, hai bóng hình xuất hiện, một già một trẻ nắm tay nhau, dần tan biến vào hư không. Chương 22, giết quỷ thần. Lý Phàm và Lý Hồng Y lặng lẽ đứng đó, nhìn ông cháu hai người rời đi. Có lẽ đối với họ mà nói, đây cũng là một kết cục không tệ. Ông cháu đều không cần tiếp tục chịu đựng đau khổ nữa. Có đôi khi sống còn khó hơn chết, họ đều cố gắng sống trong nhân thế vì đối phương. Lý Hồng Y trong lòng đầy phức tạp, đây là một huyện Lâm An mà trước đây nàng chưa từng thấy. Đi thôi. Lý Phàm quay người rời đi. Thân thể lão nhân bây giờ làm sao? Lý Hồng Y chạy theo hỏi. Người chết như đèn tắt, nhìn huyện Lâm An này đi, những chuyện như vậy e là lúc nào cũng đang xảy ra. Lý Phàm nói. Sao lại lạnh lùng như vậy? Lý Hồng Y nói đuổi theo. Thời điểm này, giết thêm vài tên yêu quái, có thể cứu thêm vài người. Lý Phàm thân hình nhảy vọt, chạy vội trong huyện Lâm An. Lý Hồng Y cũng đuổi theo, dưới bóng đêm, kiếm quang và thương mang lấp lánh trên bầu trời huyện Lâm An. Lần lượt có những tiếng kêu thảm thiết của yêu quái truyền đến, thậm chí sau khi bị giết chết, còn bị tàn nhẫn phá vỡ thân thể để lấy yêu đan. Người so với yêu còn hung tàn hơn. Trên trời nổi lên ánh sáng mờ của bình minh, tia nắng đầu tiên ló dạng. Người dân huyện Lâm An lại trải qua một đêm run sợ. Sáng sớm, miếu thành hoàng đã có rất nhiều người đến dâng hương cung phụng. Càng không có hy vọng, người đời càng thờ phụng thần minh. Nhưng thần minh ngoài việc an ủi tâm lý, không chỉ không mang lại hy vọng cho họ, mà còn đẩy họ vào vô gian địa ngục. Bên ngoài miếu thành hoàng, đứng hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam tử anh tuấn tiêu sái, áo trắng như tuyết, nữ tử mặc hồng y, phiêu nhiên như tiên. Lần này Lý Hồng Y không dùng lụa mỏng che mặt, mà thản nhiên lộ chân diện mục, cũng thay đổi thành bộ hồng y mà nàng ưa thích. Hai người tướng mạo quá xuất chúng, đến mức thu hút không ít ánh mắt. Có người cảm thấy Lý Phàm nhìn có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu. Nữ tử xinh đẹp kia, giống như là Lý Hồng Y của huyện Lâm An. Giống như đã gặp trên cáo thị của quan phủ. Có người thì thào nói nhỏ, thiếu niên tuấn tú kia chẳng lẽ là tội phạm bị truy nã của quan phủ. Có vẻ đúng, đi báo quan thôi. Lý Phàm nghe được tiếng bàn tán xung quanh, nhưng hắn không để ý. Lý cô nương, hương khói thịnh vượng như vậy, thành hoàng này chắc chắn thực lực không yếu, nếu đánh không lại thì làm sao? Lý Phàm nói. Quỷ tu tu hành, có thể mượn hương hỏa và nguyện lực, hương khói càng thịnh vượng, tu vi của quỷ tu tăng lên cũng càng nhanh. Thành hoàng này nhận hương khói cung phụng của huyện Lâm An, tín đồ không ít, hương khói không ngừng, chắc hẳn thực lực không yếu. Bây giờ ngươi mới nhớ ra, Lý Hồng Y liếc hắn một cái nói. Đã đến rồi, chẳng lẽ bây giờ lại chạy? Có phải sẽ hơi mất mặt không? Ta còn trẻ, dễ xúc động. Lý Phàm nói. Lý Hồng Y lườm hắn một cái. Đi thôi.
Lý Phàm và Lý Hồng Y bước đến trước miếu Thành Hoàng, nhìn chăm chú vào bức tượng lão nhân mặt mũi hiền lành bên trong. Lý Hồng Y chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đây chính là thần tiên được cung phụng ở huyện Lâm An. Lão nhân đức cao vọng trọng của huyện Lâm An. Nàng có chút nghi ngờ về tất cả những gì mình từng biết. Trần gia tổ chức đại hội trảm yêu, thực chất lại cấu kết với yêu ma, dùng võ phu và nữ tử làm vật tế. Quan phủ có trách nhiệm bảo vệ một phương, nhưng lại đồng lõa với yêu ma. Thành Hoàng làm quỷ thần bảo hộ bách tính bình an, nhưng lại là tà thần làm ác. Hơn nữa, những thế lực này chắc chắn đều có mối liên hệ với nhau. Phục Long Sơn Trang tai tiếng truyền xa, nhưng lại che chở cho nữ quỷ đáng thương. Cái gì là thật, cái gì là giả? Đen trắng, điên đảo. Chỉ khổ cho bách tính. Hai vị đứng đây làm gì? Thủ vệ bên ngoài miếu Thành Hoàng lên tiếng hỏi Lý Phàm và Lý Hồng Y. Tự nhiên là đến xem Thành Hoàng. Lý Phàm đáp lại. Đã gặp Thành Hoàng, vì sao không bái? Người kia chất vấn. Xung quanh tín đồ đều quay đầu nhìn về phía Lý Phàm và Lý Hồng Y. Đúng vậy, đã gặp Thành Hoàng, vì sao không bái? Lý Phàm nhìn người kia, hỏi, ngươi là người phương nào? Ta hỏi ngươi đấy. Người kia không thèm để ý đến Lý Phàm, thái độ ngạo mạn, kiêu căng vô cùng. Miếu Thành Hoàng do mấy đại gia ở huyện Lâm An xây dựng, họ cũng là những người quản lý, chắc tên này là hạ nhân của họ. Lý Hồng Y nói, những gia tộc lớn kết bạn với quỷ thần, lại có quan phủ làm chỗ dựa, quả là che trời bằng một tay. Nếu là như thế, không oan. Lý Phàm vừa dứt lời, một sợi kiếm khí xuyên qua cổ họng người kia, gương mặt hắn tái nhợt, ngơ ngác nhìn hai người, hai tay ôm lấy cổ, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ hai tay. Ngươi, ngươi dám? Hắn ánh mắt đầy sợ hãi, ngã ngửa ra sau, thân thể co giật một lúc rồi không còn sự sống. Giết người rồi. Xung quanh lập tức hỗn loạn, những người đến miếu Thành Hoàng dâng hương không nghĩ nam tử anh tuấn này lại giết người ngay trước mặt Thành Hoàng. Từ trong miếu Thành Hoàng, không ít người cầm vũ khí xông ra hướng về phía Lý Phàm. Lý Phàm chỉ cần hơi động ý nghĩ, lập tức trên đỉnh đầu có lợi kiếm hiện ra, kiếm quang như tia chớp, tàn phá khắp miếu Thành Hoàng, lập tức những kẻ xông tới đều ngã vào trong vũng máu. Lý Phàm đạp lên thi thể bước về phía trước, nhìn vào bức tượng Thành Hoàng trong đại điện, tượng lão nhân mặt mũi hiền lành đang nhìn chăm chú vào hắn. Cút ra đây! Lý Phàm vừa nói, lợi kiếm và thương của Lý Hồng Y cùng lúc đánh vào bức tượng Thành Hoàng, lập tức tượng ầm vang rung động, nổ tung sụp đổ. Kiếm và thương tung hoành, phá hủy mọi thứ bên trong miếu Thành Hoàng. Điên rồi, họ điên rồi. Các ngươi mau dừng tay. Bên cạnh có người bật khóc, hai người này vậy mà phá hủy miếu thờ của Thành Hoàng lão gia. Lần này Thành Hoàng không biết sẽ giáng xuống loại trách phạt gì. Không lâu sau, hai người đã phá hủy đại điện thành một đống phế tích. Lý Phàm và Lý Hồng Y tiếp tục đi tới, chuẩn bị tìm nhà ngục dưới lòng đất. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh đầy phẫn nộ thổi tới, trong nháy mắt mây đen che kín mặt trời, tia nắng ban mai cũng bị che lấp. Lý Phàm và Lý Hồng Y ngẩng đầu nhìn, khu vực miếu Thành Hoàng bị âm khí bao trùm, một luồng âm khí mạnh mẽ tràn ngập. Xung quanh dân chúng đồng loạt phủ phục quỳ xuống, dập đầu hô, Thành Hoàng lão gia hiển linh rồi. Hai người này đã phá hủy miếu thờ của Thành Hoàng, chắc chắn đã triệt để chọc giận ngài. Kẻ nào ở đây làm càn, phá hủy thần để của ta. Một tiếng nói đầy tức giận truyền đến, nghe thấy tiếng này, dân chúng càng cúi đầu thấp hơn, dập đầu không ngừng. Thần để, Lý Phàm nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, lão quỷ, cút ra đây. Vừa dứt lời, lưỡi kiếm trên không trung vang lên, bắn ra những tia sáng chói lóa, hóa thành tia chớp lao vào âm phong kia. Trong bóng tối xuất hiện một bàn tay khổng lồ, va chạm với kiếm, đẩy lui lợi kiếm. Tại khu vực đó, một bóng người mơ hồ dần ngưng tụ thành hình. Bóng người này rất cao lớn, có diện mạo giống bức tượng kia, nhưng lại không còn vẻ hiền lành, mà lộ ra âm tàn khí tức, cúi đầu quan sát Lý Phàm và Lý Hồng Y. Sau đó, hắn quay sang nhìn những tín đồ đang quỳ dưới đất, nói, tại sao các ngươi lại đứng nhìn bọn chúng phá hủy thần để của ta? Dân chúng nghe vậy sợ mất mật, dập đầu cầu xin tha thứ, Thành Hoàng đại nhân, xin tha thứ, giết hai kẻ này. Thành Hoàng ra lệnh, không ít người nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phàm và Lý Hồng Y, mặt lộ vẻ hung ác, mang theo sát tâm. Lý Hồng Y nhìn cảnh này, không nói gì. Các ngươi kính hắn như thần minh, nhưng hắn chỉ là một quỷ vật tà ác. Lý Hồng Y nhìn đám người nói, hắn giết hại bách tính, bắt cóc thiếu nữ, dùng âm khí tu hành, tội ác tày trời, các ngươi đừng bị hắn mê hoặc nữa. Lớn mật phàm nhân, bất kính thần minh, khẩu xuất cuồng ngôn. Thành Hoàng hét lớn, sát ý mãnh liệt. Nguyên lai hai người này biết việc làm của hắn, như vậy nhất định phải trừ khử.
âm khí gào thét, hóa thành binh khí khổng lồ, cực kỳ đáng sợ, lao thẳng về phía hai người. Lý Hồng Y ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đối phương. Trường thương pháp tướng từ trên cao bắn xuống, lửa bùng lên xua tan âm khí, thương và binh khí va chạm, phát ra tiếng nổ vang, đánh lùi trường thương của Lý Hồng Y. Cũng cùng lúc đó, Lý Phàm giơ lợi kiếm lên tấn công, đánh vào binh khí khiến nó sụp đổ. Làm càn, bóng người khổng lồ gầm lên, âm phong mạnh mẽ hơn, vùng trời đất này như hóa thành đêm tối. Lão quỷ, ta đưa ngươi xuống vô gian địa ngục. Lý Phàm lạnh giọng nói, Lý cô nương, âm quỷ sợ dương hỏa. Khí huyết trên người hắn gào thét, trong cơ thể phát ra tiếng oanh minh, dương cương chi ý bừng cháy, kiếm khí lưu động trên thân, xua tan âm khí. Trên người Lý Hồng Y, pháp lực cuồn cuộn, như tắm trong lửa cháy, đốt cháy hết âm khí. Muốn chết. Thành hoàng quát lớn, âm khí tụ tập, gào thét ngưng tụ thành một cây binh kích khổng lồ, trong bóng tối có âm quỷ phẫn nộ rít lên. Lý Phàm đắm mình trong kiếm quang, không hề sợ hãi trước quỷ mị. Hắn kết kiếm quyết bằng tay, kiếm khí lưu chuyển, giữa trán nở rộ kiếm ý mạnh mẽ, trước mặt hắn ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm sáng chói. Lợi kiếm vang lên âm thanh như tiếng chuông, phun ra kiếm quang, xua tan bóng tối. Những âm quỷ kia không dám tiến gần, thậm chí phát ra tiếng kêu rên. Đi! Lý Phàm quát lạnh một tiếng, kiếm bắn ra, xuyên thấu bóng tối, những nơi đi qua âm quỷ đều kêu thảm. Thân hình khổng lồ của Thành Hoàng chuyển động, đạp mạnh chân về phía trước, phong vân biến sắc, binh kích khổng lồ bạo xuống, va chạm với lợi kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, cả hai cùng bị phá hủy. Thành Hoàng nhổ một ngụm hắc khí xuống phía dưới, trong bóng tối xuất hiện rất nhiều ác quỷ, gầm thét lao về phía Lý Phàm. Đồng thời, âm khí hóa thành nhiều binh khí, lơ lửng trên không. Ta đối phó lão quỷ, ngươi đi tìm người. Lý Phàm nói với Lý Hồng Y. Lý Hồng Y xông về phía trước, đôi mắt Lý Phàm bắn ra ánh nhìn tàn khốc, trong bóng tối lưu động vô số khí lưu kiếm đạo, như ngàn vạn thanh kiếm. Lão quỷ, không phải chỉ có ngươi biết dọa người. Lý Phàm nói, âm binh rơi xuống, kiếm khí như sóng trào, giao hội va chạm trên không trung. Thành Hoàng không còn để ý đến Lý Phàm, mà lao tới chặn Lý Hồng Y. Âm quỷ gầm thét bao quanh, ngăn cản Lý Hồng Y không thể tiến lên. Muốn chết. Thành Hoàng quát lạnh, thân hình khổng lồ của âm thần lao thẳng về phía Lý Hồng Y. Lý Phàm lao đến trợ giúp. Trong bóng tối âm binh gầm thét, binh kích lao tới, kiếm khí bị phá tan, một bàn tay tà ác khổng lồ chụp tới, muốn bắt lấy Lý Hồng Y. Lão quỷ, xem kiếm. Lý Phàm hét lớn, giữa trán ánh sáng rực rỡ. Cái gì? Thành Hoàng cảm nhận được một luồng khí tức làm tim đập nhanh. Ngay sau đó, một kiếm quang chói mắt bắn ra, như tia chớp phá vỡ bóng tối, quỷ mị nơi nó đi qua đều bị tiêu diệt. Thành Hoàng hét lớn, thân thể âm thần gầm thét đập mạnh ra, nhưng phải đối mặt với vô số kiếm mang. Kiếm quang sáng chói xuyên qua thân hình khổng lồ của hắn, xuyên tới xuyên lui, trong bóng tối dường như có vô số đạo kiếm quang khiến thân thể âm thần phồng lên và nổ tung liên tục. Oanh! Cuối cùng, thân hình khổng lồ của Thành Hoàng ầm ầm nổ tung, hóa thành âm khí tán đi. Trong đó xuất hiện một bóng người định chạy trốn, nhưng kiếm quang đã giết tới, xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn từ không trung rơi xuống. Kiếm bay trở về giữa trán của Lý Phàm, Lý Hồng Y nhìn về phía hắn, trong lòng đầy xúc động. Đây chính là kiếm chủng của kiếm tu sao? Nghe đồn đỉnh cao của đại kiếm tu, một kiếm có thể phá vạn pháp. Lý Phàm bước tới, nói, quỷ vật này nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng cũng chỉ để lừa dối một chút bách tính. Thành Hoàng tuy được sắc phong và xây miếu thờ, nhưng sau khi chết mới bắt đầu tu hành, nhờ vào hương hỏa mà tu luyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thần của một huyện nhỏ. Lực hương hỏa không thể so với tự thân tu hành, chính vì thế Thành Hoàng mới mượn nữ tử để tu luyện trong bóng tối. Thành Hoàng này trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực lực so với Hòa Thượng Kim Cương Tự cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lý Phàm tiến bước về phía trước, bóng tối dần tản đi, một lão giả bị thương nằm trên mặt đất, chính là Thành Hoàng chân thân. Lúc này hắn nhìn Lý Phàm với ánh mắt đầy sợ hãi. Thả Thành Hoàng lão ra ra, đột nhiên có người hô lớn. Lý Phàm lạnh lùng nhìn qua, dẫm chân lên thân Thành Hoàng, nói, thần nằm dưới chân ta, các ngươi kính thần nhưng không kính ta sao? Đại nghịch bất đạo. Có người thấy hành động của Lý Phàm thì hét lên điên cuồng. Đại nghịch bất đạo. Trùng hợp thay, lão già mù từng nói hắn trời sinh phản cốt. Hắn nói, hôm nay ta giết một thần tiên cho các ngươi xem. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Khí Triều Thiên của tác giả Tịnh Vô Ngân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 23, Lý Đạo Thanh, giết thần tiên. Bầu trời dần sáng, mây đen tan đi, nhưng đám mây đen trong lòng bách tính vẫn chưa thể tản đi.
họ đều ngơ ngác nhìn về phía Lý Phàm, thiếu niên cầm kiếm, muốn giết thần tiên. Có lẽ hắn đã điên rồi, người xung quanh lo lắng nói. Yêu ma họa loạn, người trẻ tuổi này phá hủy miếu thành hoàng, muốn giết thành hoàng. Thế giới này sợ rằng đang đảo lộn. Lý Phàm cúi đầu, nhìn thành hoàng cười một tiếng, nụ cười tà mị đó khiến thành hoàng sợ hãi, nói, thiếu hiệp tha mạng. Thần tiên cũng cầu xin tha thứ sao? Lý Phàm nhìn chằm chằm thành hoàng, lạnh nhạt nói, ngươi tội ác chồng chất, còn muốn mạng sống. Lời nói của Lý Phàm vừa dứt, pháp lực biến thành lợi kiếm, đâm thẳng vào thân thể thành hoàng, ghim hắn xuống đất. Thành hoàng kêu thảm thiết, âm khí tràn ra, thân thể của hắn dần tan biến. Hắn vốn là âm khí ngưng tụ thành, tu luyện nhiều năm, nếu cho hắn thêm chút thời gian, có thể đột phá cảnh giới này. Có được quỷ khu chân chính, tương đương với luyện khí sĩ xuất khiếu cảnh, có thể khiến nguyên thần xuất khiếu. Khi đó hắn sẽ không khác gì người, không sợ ánh sáng, tại sao lại gặp phải tên sát thần này? Thiếu hiệp, ta và ngươi không oán không cừu, sao lại thế này? Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Thành hoàng sợ hãi nói. Lúc này hắn như một lão già yếu đuối, hoàn toàn khác với trước đó. Người xung quanh thấy thần trong lòng họ đang sụp đổ. Đây là thành hoàng lão ra sao? Họ ngày ngày thờ bái thần, thờ một thần minh còn không bằng phàm nhân. Thật ra là có thủ. Lý Phàm cười nhạt, Trần gia tổ chức trảm yêu đại hội, bắt đi nữ tử, có phải ngươi ra lệnh không? Thật không may, hắn lại giá họa cho ta. Thành hoàng sắc mặt liên tục biến đổi. Lâm An huyện này, ai đã cấu kết với ngươi, có âm mưu gì? Lý Phàm tiếp tục chất vấn. Thành hoàng im lặng, Lý Phàm cười lạnh, lợi kiếm lướt qua người hắn. Thành hoàng kêu rên liên tục, thân thể phả ra khói xanh. Thiếu hiệp, ta nói, ta đều nói. Thành hoàng thê thảm nói, ta vốn là người của huyện Lâm An, cả đời làm việc thiện tích đức, trải qua hết cực khổ, nhưng kết quả là, ngoài cái tiếng tốt ra, chẳng có gì cả. Thậm chí sau khi chết thân cũng chẳng có, trong khi những kẻ hào môn vọng tộc, tham quan ô lại làm đủ trò xấu, lại hưởng hết vinh hoa. Dựa vào cái gì? Ta không cam tâm, thế giới này bất công, người tốt không được hảo báo, ta chết không nhắm mắt. Lý Phàm cười lạnh, chết không nhắm mắt, góp nhặt oán khí, thế là thành quỷ. Hắn tự xưng làm việc thiện tích đức, nhưng lại tích tụ oán khí mạnh mẽ, hóa ra chỉ là giả nhân giả nghĩa. Không đạt được điều muốn, liền tích tụ đầy oán niệm. Bởi vậy, sau khi ta chết đã tìm đến bọn chúng. Thành hoàng nói tiếp, nhưng lúc này một tiếng hét lớn vang lên, lớn mật cuồng đồ. Từ xa, tiếng vó ngựa gấp gáp, chỉ thấy từ xa người trong quan phủ cưỡi ngựa đến, trấn ma quân cũng đồng hành, một luồng sát khí tràn ngập. Sau đó, từ các hướng khác nhau, rất nhiều người tu hành cũng chạy tới. Lý Phàm lạnh nhạt nhìn về phía xa, trên mặt đất thành hoàng thấy có người đến cứu, ánh mắt lại lóe lên hy vọng, hô lớn, vương huyện lệnh cứu ta. Thành hoàng đừng hoảng sợ, thanh âm truyền tới, một nhóm người cưỡi ngựa đến. Người cầm đầu đội mũ ô sa, làn da ngăm đen, tuổi chừng 40, 50, khí thế mạnh mẽ, trầm ổn như vực sâu. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Phàm, chính là Vương Uyên, huyện lệnh của huyện Lâm An. Bên cạnh hắn là Tào Công, người rõ ràng kiêng kỵ Lý Phàm. Đêm trước hắn bị Lý Phàm đánh đến khiếp sợ, dựa vào pháp bảo và giả chết mà thoát được một kiếp, đến nay lòng còn sợ hãi. Cho nên lần này hắn không dám tự mình dẫn người tới, mà để huyện lệnh dẫn đầu, mạng sống quan trọng hơn. Hắn nhìn ra, kiếm tu trẻ tuổi của Ly Sơn này trong mắt không có vương pháp, một kiếm trong tay, cái gì cũng dám làm. Tặc tử lớn mật, ngươi hành hung giết người, cấu kết yêu ma, bây giờ không ngờ đối với thành hoàng được triều đình sắc phong mà ra tay, ngươi còn coi vương pháp ra gì không? Vương huyện lệnh mắt như vực sâu, thanh âm trầm thấp, nhìn chăm chú Lý Phàm. Vương pháp, Lý Hồng Y hoài nghi nói, vương pháp của huyện Lâm An này là cái gì? Những kẻ trong quan phủ và hào môn vọng tộc này, liệu có phải đại diện cho vương pháp không? Vương huyện lệnh nhìn về phía Lý Hồng Y, nói, Lý Hồng Y, phụ thân ngươi tại huyện Lâm An danh tiếng lẫy lừng, ngươi cùng người này làm bạn, hủy hoại thanh danh của phụ thân ngươi. Bản quan e rằng khó làm việc công bằng, nhưng nếu ngươi lạc đường biết quay đầu, có lẽ còn có thể sửa chữa sai lầm. Lý Hồng Y thần sắc lạnh lùng nhìn về phía đối phương, quả nhiên quan quyền vẫn nắm giữ tất cả. Ngươi đi tìm người, chỗ này giao cho ta. Lý Phàm nói, Lý Hồng Y gật đầu, tiến về phía sau miếu thành hoàng. Lý Phàm lại một kiếm đâm vào thân thể thành hoàng, từ người hắn toát ra khói xanh, tiếng kêu rên không ngớt. Trước đó còn chưa nói hết, ngươi đã tìm được ai? Huyện lệnh này có phải cũng có phần không? Lý Phàm hạ giọng hỏi, khiến dân chúng xung quanh tim đập liên hồi. Họ luôn kính sợ thần minh,
nay lại thấy vị thần này bị một thiếu niên hành hạ, làm càn. Vương Huyện lệnh phất tay, lập tức có nhiều người xông lên. Pháp lực từ Lý Phàm phun trào, kiếm lơ lửng trên không, phát ra tiếng leng keng trên đầu đám người. Chiến mã thét vang, đám người phía trước do dự không dám tiến lên, cầm lấy hắn. Vương Huyện lệnh quát lạnh, đạp ngựa tiến lên, tay cầm một lệnh bài, từ lệnh bài pháp lực phun trào, rõ ràng đây là một pháp bảo. Làm quan triều đình, đến cấp huyện lệnh như Vương Uyên, cai quản một vùng với hàng trăm ngàn dân, coi như là chư hầu một phương, triều đình ban cho pháp bảo. Vương Uyên đã nghe Tào Công nói qua về thực lực của Lý Phàm. Thiếu niên này tuy chỉ mới 16, 17 tuổi, nhưng là kiếm tu, có kiếm chủng, không thể xem thường. Vì vậy hắn lập tức tế ra pháp bảo, pháp lực phun trào, phù văn trên lệnh bài phát ra ánh sáng vàng chói lóa, hóa thành một chữ lệnh to lớn, trấn áp Lý Phàm, kim quang rực rỡ, vô cùng bá đạo. Hơn nữa, Vương Uyên bản thân cũng là luyện thần hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, thêm vào việc mang pháp bảo, so với Thành Hoàng còn mạnh hơn. Lý Phàm ngự kiếm lao tới, va chạm với phù văn lệnh, trên không trung phát nổ. Vương Uyên từ trên ngựa nhảy lên không trung, tay cầm lệnh bài hướng xuống trấn áp. Lập tức, rất nhiều phù văn lệnh đồng loạt xuất hiện, che khuất bầu trời, đồng thời hướng về phía Lý Phàm. Phía sau, Trấn Ma quân cưỡi ngựa tiến lên, lao về phía Lý Hồng Y. Sát khí tràn ngập, Lý Hồng Y tiến tới, Lý Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Hồng Y sợ là khó chống lại được Trấn Ma quân, huyện lệnh này xem ra không muốn để hắn tìm ra chân tướng của Miếu Thành Hoàng, chắc chắn ông ta biết rõ mọi chuyện. Ở huyện Lâm An này, liệu có điều gì có thể lọt qua mắt của huyện lệnh này? Lý Hồng Y quay người, pháp tướng hiển hiện, trường thương cháy rực lửa, Trấn Ma quân lao tới với khí huyết ngút trời. Ông! Ngay lúc Lý Hồng Y chuẩn bị xuất thủ, từ trên bầu trời, một tia sáng chói lóa nổ bắn tới, đó là một cây trường thương. Trực tiếp cắm vào phía trước Trấn Ma quân, khiến mặt đất đá xanh nhao nhao vỡ nát, đá vụn bắn ra. Chiến mã ngửa đầu, thét vang, bị trường thương ngăn lại. Từ xa, một bóng người bay tới, bằng nhục thân bay lên không, rơi xuống chỗ cây trường thương, chắn trước mặt Trấn Ma quân. Cha! Lý Hồng Y gọi, người đến chính là cha của nàng, Lý Đạo Thanh. Huyện lệnh đại nhân, cớ gì lại động thủ với con gái ta? Lý Đạo Thanh nhìn về phía Vương Uyên, hỏi. Vương Uyên thấy Lý Đạo Thanh đến liền dừng tay, nói, Đạo Thanh huynh, người này cấu kết yêu ma, hành hung giết người, giờ lại tấn công Thành Hoàng, hủy miếu thờ của ngài. Lệnh Thiên Kim đi cùng người này, Đạo Thanh huynh nói bản quan nên xử lý thế nào? Lý Đạo Thanh nhìn Lý Phàm một chút, tướng mạo kia so với chính mình còn đẹp hơn, nhìn cũng không phải dạng người tốt. Thiếu niên phong lưu, có được một bộ diện mạo đẹp, lại còn là kiếm tu của Ly Sơn. Tất cả ưu điểm đều ở trên người hắn sao? Hôm đó không nên để con gái ra ngoài, quả nhiên chuyện đã xảy ra. Lý Đạo Thanh quay đầu lại đối với Lý Hồng Y quát lớn, Hồng Y, vi phụ ngày thường dạy ngươi thế nào? Sao ngươi lại làm ra chuyện nghịch như vậy? Nếu hành vi của ngươi trái với vương pháp, không chỉ vương huyện lệnh không tha cho ngươi, mà ta cũng không thể tha cho ngươi. Chà! Lý Hồng Y muốn giải thích, nhưng Lý Đạo Thanh cắt ngang lời nàng, ngươi vì sao phá hủy miếu Thành Hoàng, ẩu đả Thành Hoàng? Cha, Thành Hoàng này thực sự đã bắt cóc nữ tử, hút âm khí từ họ, còn xây dựng nhà tù dưới miếu Thành Hoàng. Chẳng lẽ không nên hủy bỏ? Lý Hồng Y nói, có việc này sao? Lý Đạo Thanh hồ nghi hỏi, ngươi có bằng chứng cụ thể không? Con đang chuẩn bị tìm nhà tù dưới lòng đất để làm rõ. Lý Hồng Y nói, nếu quả thực như vậy, Thành Hoàng này đúng là tội ác tày trời. Nhưng nếu ngươi sai, ta sẽ không thiên vị và sẽ giao ngươi cho Vương huyện lệnh xử lý. Lý Đạo Thanh nói, ngươi đi đi. Được. Lý Hồng Y quay người rồi chạy vội đi. Đạo Thanh huynh, Vương huyện lệnh nhíu mày, vừa định mở lời, nhưng Lý Đạo Thanh đã ngắt lời, Vương huyện lệnh yên tâm, Lý mỗ tuân thủ vương pháp. Nếu con gái ta oan uổng Thành Hoàng, nàng sẽ do Vương huyện lệnh tùy ý xử lý. Lý Đạo Thanh nói trong khi vẫn đứng vững trên trường thương, chắn trước Trấn Ma quân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vương huyện lệnh không khỏi hiểu rõ. Lý Đạo Thanh miệng nói nghe rất chính trực, nhưng thực tế rõ ràng ông đang bảo vệ Lý Hồng Y. Tuy nhiên, Lý Đạo Thanh được coi là đệ nhất cao thủ của huyện Lâm An, danh tiếng không phải chỉ là hư danh. Nếu cần đối đầu, ông ấy sẽ không dễ bị ngăn chặn. Huyện lệnh cứu ta. Thành Hoàng tiếp tục kêu thảm thiết cầu cứu, vì nếu để Lý Hồng Y tìm ra bằng chứng, hắn sẽ triệt để xong đời. Lão quỷ, ngươi thật là phiền phức. Lý Phàm dùng kiếm quẹt thêm một đường lên Thành Hoàng, tiếng kêu của hắn càng lớn. Lý Đạo Thanh lặng lẽ nhìn Lý Phàm một chút, thấy Thành Hoàng dưới chân hắn đang thê thảm, lòng nghĩ,
tiểu tử này thật sự là kẻ hung hãn. Từ việc giết người ở Trần gia, sau đó hành hung trên đường giết chết Trần Tông Chi cùng Trần Ly, làm bị thương huyện úy Tào Công, giờ đây lại dẫn con gái ông phá hủy miếu Thành Hoàng, muốn giết Thành Hoàng. Lực phá hoại của hắn không kém gì yêu ma gây loạn. Vương huyện lệnh, có chuyện gì đã xảy ra? Một giọng nói từ xa truyền đến, tiếp theo đó là những người từ các gia tộc lớn ở huyện Lâm An kéo đến. Lý Đạo Thanh nhìn thoáng qua, trong lòng biết rằng sợ là phong ba lần này sẽ khó bình ổn. Chương 24, ai dám đến? Người Trần gia liền cũng chạy đến, Lý Phàm thấy được người quen, Trần gia gia chủ Trần Nguyên, Trần gia thiên tài Trần Lạc Vân. Đứng sau lưng người Trần gia, lúc trước tham gia trảm yêu đại hội Lâm Hòa cũng có mặt, con gái của hắn mất tích. Hắn liền gửi hy vọng vào Trần gia có thể tìm được người, nhưng mãi không có tin tức, lúc này hắn đã tiểu tụy rất nhiều. Lý Phàm. Trần Nguyên nhìn thấy Lý Phàm ánh mắt đầy sát ý, tiến về phía trước, mở miệng nói, Vương huyện lệnh, người này giết con ta Trần Ly và Trần Tông Chi, sao không lập tức bắt giữ hắn? Vương huyện lệnh nhìn Trần Nguyên một chút, trong lòng nghĩ, ngươi nói thì dễ, người trẻ tuổi này có dễ bắt như vậy sao? Nếu dễ thì đã không gây ra phong ba lớn như vậy rồi. Lý Phàm nhìn thấy người tới, thầm nghĩ trong lòng, tới thật nhanh. Xem ra hắn phá hủy Thành Hoàng miếu là chọc tổ ong vò vẽ, những chuyện vụng trộm ở Thành Hoàng miếu không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, những kẻ đến nhanh như vậy chắc chắn có cấu kết. Kẻ này hung tàn, chư vị mau chu sát tặc này cứu ta. Thành Hoàng kêu thảm thiết, xung quanh bách tính nhìn thấy hết thảy, hình tượng Thành Hoàng đã sụp đổ. Hóa ra, cái gọi là thần tiên cũng không đánh lại người tu hành. Nếu như vậy, còn trông cậy vào thần tiên phù hộ làm gì? Vương huyện lệnh phất tay, lập tức những người trấn ma quân bị Lý Đạo Thanh chặn đường quay đầu ngựa lại, đối diện với Lý Phàm. Phía sau Vương huyện lệnh, huyện úy Tào Công cũng dẫn người tiến lên, người Trần gia đồng thời tiến về phía trước, chuẩn bị vây giết Lý Phàm, bắt hắn lại. Vương huyện lệnh nói, hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người cùng lúc xông về phía Lý Phàm, sau lưng Lý Phàm, sát khí trùng thiên. Trên thân Lý Phàm, kiếm ý lưu động, giữa mi tâm quang mang rực sáng, có kiếm khí từ đó phóng ra, chém thẳng vào chân chiến mã của trấn ma quân, lập tức chiến mã kêu lên thảm thiết, ngã nhào về phía trước. Trấn ma quân nhao nhao nhảy lên, kinh nghiệm chiến trường khiến bọn hắn trận hình không loạn, cầm trong tay trường thương, đồng loạt bay vọt về phía Lý Phàm. Cút! Lý Phàm hét lớn một tiếng, lợi kiếm hóa thành một luồng sáng giết về phía trấn ma quân, nhưng lại thấy đối phương kết thành chiến trận xung kích, khí huyết ngập trời, đồng loạt xuất thương, hình thành cộng minh. Thương mang đánh nát lợi kiếm của Lý Phàm. Ở một hướng khác, Trần Lạc Vân xuất hiện với tiên thiên pháp tướng, trên bầu trời pháp lực hội tụ, xuất hiện lôi đình lợi kiếm. Từng tia sét xẹt qua trời cao, Trần Lạc Vân mở miệng nói, Lý Phàm, tại sao ngươi giết đệ ta Trần Ly? Ngươi hỏi ta. Lý Phàm hỏi lại, Trần gia làm chuyện gì ngươi không biết sao? Kiếm tu, chỉ có vậy thôi sao? Trần Lạc Vân trong lòng thất vọng. Hắn quanh năm tu hành ở bên ngoài, hôm nay mới về Lâm An huyện, đối với Đại Lê Thiên Hạ, các môn phái hắn đều biết rõ một chút. Tên Ly Sơn làm sao hắn có thể không biết? Ly Sơn chi địa, dù không hoàn toàn là kiếm tu, nhưng nổi danh nhất với kiếm tu, thiên hạ đại loạn, Ly Sơn từng có rất nhiều đỉnh cấp đại kiếm tu ra trận. Dù bây giờ Ly Sơn không còn nổi danh như xưa, nhưng kiếm tu của Ly Sơn vẫn là sự tồn tại khiến người khác ngưỡng vọng. Lạc Vân, không cần nói nhảm với hắn, giết. Trần gia gia chủ Trần Nguyên mở miệng, Trần Lạc Vân gật đầu, pháp tướng lợi kiếm kèm theo sấm sét thẳng hướng Lý Phàm. Khí huyết trong thân thể Lý Phàm cuộn trào, thân thể như lò luyện, nâng một quyền oanh sát ra, một tiếng nổ vang, lôi đình pháp tướng chi kiếm bị nắm đấm của Lý Phàm chấn lui. Trần Lạc Vân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghi ngờ chính mình, hắn quanh năm khổ tu, lại có tiên thiên pháp tướng. Được dự là thiên tài, tiên thiên pháp tướng công kích lại không thể dung chuyển nắm đấm của Lý Phàm. Cái gọi là danh thiên tài, không khỏi khiến hắn hoài nghi. Thân hình hắn lao vội về phía trước, tay kết kiếm quyết, lôi đình pháp lực trong cơ thể hắn nổ vang, cánh tay vung lên, nhiều chuôi lôi đình chi kiếm đồng thời xuất hiện, hóa thành sấm sét thẳng hướng Lý Phàm. Lý Phàm thu hồi cánh tay, hóa quyền thành chỉ, một chỉ phát ra, kiếm khí tung hoành, xé nát những tia sét kia. Nhưng sau lưng trấn ma quân tiếp tục trùng sát, Lý Phàm tay còn lại huy kiếm, trên không trung, lệnh bài trong tay Vương huyện lệnh bay ra. Kim quang lóe sáng, chữ làm cho hiện tầng tầng lớp lớp, không ngừng chấn áp xuống. Phanh, dưới nhiều mặt vây quét, thân thể Lý Phàm cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Cứu Thành Hoàng. Vương huyện lệnh ở phía sau hô lên, trấn ma quân hướng về phía Thành Hoàng phóng đi. Cút. Một đạo kiếm quang chói lòa xẹt qua, máu tươi vẩy ra,
Mấy quân sĩ Trấn Ma Quân lao về phía trước bị lợi kiếm xuyên thấu trong nháy mắt, đó là một thanh ba tấc phi kiếm, kiếm chủng. Vương Huyện lệnh đồng tử co lại, nhìn chằm chằm về phía đó, hắn một mực đề phòng kiếm chủng của Lý Phàm nên luôn giữ khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Kiếm chủng của kiếm tu này quả thực đáng sợ, không chỉ sát phạt chi lực cường hoành mà lại tốc độ cực nhanh, tùy tâm sở dục qua lại như con thoi. Phi kiếm sau khi giết người, Thành Hoàng vừa định đứng dậy muốn chạy, lại bị phi kiếm đâm trúng, thân thể đã trở nên mờ nhạt. Hắn vẫn chưa đạt đến đệ tam cảnh, hơn nữa lúc này lại là ban ngày, hắn mỗi giây mỗi phút đều đang suy yếu dần, không thể cầm cự được lâu. Phi kiếm của Lý Phàm trở lại mi tâm, mặc dù phi kiếm giết người nhanh chóng, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, việc sử dụng kiếm chủng cực kỳ hao tâm tổn sức. Nếu không gặp phải vây công, hắn cũng không muốn sử dụng kiếm chủng để giết người. Nhìn thấy cảnh này, Vương Huyện lệnh cũng hiểu được, phi kiếm tuy mạnh nhưng cũng khiến Lý Phàm hao tổn nhiều, hắn không thể giết được quá nhiều người. Vương Huyện lệnh phất tay, nói, giết. Đứng trên lưng ngựa, Lý Đạo Thanh nhìn Vương Huyện lệnh một chút. Huyện lệnh này thực lực mạnh nhất nhưng lại luôn đứng phía sau đánh lén, chỉ huy người khác xông vào chiến đấu, quả thật là âm hiểm. Nhiều người như vậy vây giết một thiếu niên, quả thực là hơi vô sỉ. Tìm thấy rồi. Lúc này, từ hướng Thành Hoàng miếu bị phá hủy truyền đến tiếng của Lý Hồng Y, Lý Đạo Thanh hướng mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy Lý Hồng Y chạy đến, miệng nói, dưới nền Thành Hoàng miếu có một nhà lao, giam giữ nhiều nữ tử. Ở phía xa, bách tính nhìn thấy hết thảy, lập tức xôn xao, nhất là những người thờ phụng Thành Hoàng, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Sau lưng Lý Hồng Y, lần lượt có những thân ảnh xuất hiện, họ ăn mặc không chỉnh tề, tóc tai bù xù, khí sắc yếu ớt, thậm chí có người còn sợ ánh sáng. Xong rồi. Thân thể Thành Hoàng run rẩy vì sợ hãi, tự nhiên quỷ thần đằng sau hắn làm chuyện sang bậy, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng giờ đây việc này bị phơi bày, hắn biết mọi thứ đã triệt để kết thúc. Bọn họ nhất định phải bảo vệ ta. Trong lòng Thành Hoàng dấy lên hy vọng. Tiểu Mẫn. Chỉ thấy Lâm Hòa nhìn thấy một nữ tử trong đám người, hét lên một tiếng, lao nhanh về phía đó, hai tay nắm lấy nữ tử, đẩy mái tóc dài của nàng ra, quả nhiên là con gái của hắn, Lâm Mẫn. Chẳng qua bây giờ Lâm Mẫn đã không còn vẻ thanh tú như trước, trở nên tiều tụy, ánh mắt ngây dại, nhìn thấy phụ thân của mình, Lâm Hòa, Lâm Mẫn sững sờ một lát, sau đó nước mắt mới bắt đầu chảy xuống. Súc sinh. Lâm Hòa giống lên thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía Thành Hoàng. Thành Hoàng lão gia, đây là sự thật sao? Những tín đồ quỳ rạp xuống đất, tín ngưỡng sụp đổ, mất hết can đảm. Thành Hoàng, hóa ra là một tà ác quỷ vật. Vương Huyện lệnh, xem ra nữ nhi của ta làm như vậy cũng có thể thông cảm được. Lý Đạo Thanh nói với Vương Huyện lệnh. Thần sắc của Vương Uyên thay đổi liên tục, sau đó nhìn chằm chằm vào Thành Hoàng, nổi giận quát lên. Ngươi là quỷ thần được triều đình sắc phong, không nghĩ làm tròn bổn phận, lại phạm phải tội ác tày trời như vậy, tội không thể tha. Huyện lệnh đại nhân, Thành Hoàng nghe lời này, trợn mắt há mồm, giết chết không khoan dung. Vương Huyện lệnh quát lớn, không còn che giấu, lệnh bài trong tay bay ra, lơ lửng trên không, vô số chữ làm cho trấn áp xuống. Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ, lợi kiếm bay thẳng đến pháp bảo lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài đó phảng phất trở nên to lớn, hóa thành một quái vật khổng lồ, chữ lệnh bắt mắt trấn áp xuống, tiếng nổ tung vang vọng, uy thế khủng bố. Muốn giết quỷ diệt khẩu. Giữa lông mày Lý Phàm, kiếm quang nở rộ, phi kiếm bắn ra, đánh vào lệnh bài, giằng co, còn không ra tay giết tặc. Vương Huyện lệnh quát, lập tức những người khác cũng đều nhao nhao xuất thủ. Cút! Lý Phàm quát lớn, cả người quấn trong kiếm khí, nhất thời khiến đám người không dám tiến lên. Các ngươi có thể nào như vậy? Thành Hoàng mặt mày trắng bệch, bây giờ quay ra hy vọng Lý Phàm bảo vệ hắn, Vương Huyện lệnh muốn giết hắn. Hắn sao có thể từ bỏ vinh hoa phú quý của Thành Hoàng lão gia, hơn nữa những nữ tử kia cũng không chỉ mình hắn hưởng dụng. Lâm An huyện này thật vô dụng, ngay cả một thiếu niên cũng không bắt nổi. Chỉ nghe một giọng nói lười nhác vang lên, từ trong đám người trần ra, một thanh niên mặc hoa phục chậm rãi bước ra. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng một bàn tay khổng lồ rơi xuống đè vào lệnh bài của Vương Huyện lệnh, bất ngờ nhấn mạnh xuống. Lệnh bài bùng nổ, lực lượng khủng khiếp trấn áp xuống, phi kiếm bị chặn đứng. Ầm ầm. Một tiếng nổ dữ dội vang vọng, thân thể Lý Phàm bay ngược lại, phi kiếm đã trở về mi tâm, nhưng hắn vẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Khí huyết quay cuồng, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Thành Hoàng đã bị trấn áp, hôi phi yên diệt. Lần này, chết không đối chứng. Lý Hồng Y muốn lao lên phía trước, nhưng bị Lý Đạo Thanh kéo lại.
nơi này ngoài gia tộc Lâm An huyện, còn có không ít người tu hành từ nơi khác. Người vừa xuất hiện cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Quả thật là nhân tài tàn lụi. Lần lượt có người bước ra. A-di-đà Phật. Lý Phàm nhìn thấy hai tăng nhân sư huynh đệ của Kim Cương Tự Vô Tướng cũng có mặt. Tăng nhân trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm về phía Lý Phàm, ánh mắt chứa đầy chiến ý. Thành Hoàng cấu kết yêu quỷ, gây hại cho bách tính Lâm An, đã phải đền tội. Vương huyện lệnh thu hồi lệnh bài, nhìn về phía Lý Phàm nói, ngươi mặc dù đã phát hiện ra vấn đề của Thành Hoàng, nhưng việc ngươi giết người trên đường phố là sự thật, tội không thể tha, nếu chịu tự trói đi theo ta về huyện nhà, có thể miễn trừ tội chết. Thành Hoàng lão quỷ này đã gây họa cho bách tính Lâm An nhiều năm, ngươi không biết sao? Lý Phàm hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn lướt qua đám đông xung quanh. Người tới cũng thật nhiều, đều là muốn đối phó Lý Sơn. Xem ra những người ở Lâm An huyện này cũng chỉ là nhân vật nhỏ, phía sau có thế lực rất lớn. Cho nên, sư tỷ để hắn xuống núi, tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là để chém yêu. Ngu xuẩn cố chấp. Vương huyện lệnh nói, ngươi đã chấp mê bất ngộ, đành phải tự ra tay. Nói xong hắn liền định ra tay lần nữa, nam tử mặc hoa phục trước đó cũng tiến về phía Lý Phàm, chấn ma quân đồng thời áp sát. Chà! Lý Hồng Y muốn tránh khỏi tay của Lý Đạo Thanh, nhưng chỉ nghe Lý Đạo Thanh nói, ngươi cứ nhìn xem. Dù có không ít người tu hành của các đại tông phái ở đây, nhưng mà, Lý Sơn tới, nào có dễ giết như vậy? Lý Hồng Y nghe phụ thân nói vậy, nhìn về phía Lý Phàm, chỉ thấy Lý Phàm nói, các ngươi nghĩ rằng hôm nay chỉ có một mình ta ở đây sao? Nói xong hắn hét lớn hỏi, tiểu sư huynh, ngươi có ở đó không? Ta ở đây. Trong đầu, vang lên một tiếng hồi âm, bên cạnh kiếm chủng trong não hải của Lý Phàm, có một vệt sáng lóe lên, như kiếm mang. Mọi người xung quanh đều giật mình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lý Phàm cười nhạt nói, cùng các vị đùa một chút thôi. Lời vừa dứt, trong chớp mắt, một cỗ kiếm ý ngập trời từ thân thể hắn lan tỏa ra, toàn bộ khu vực nổi lên cơn bão kinh hoàng, sát ý đầy trời khiến người ta run sợ. Nam tử mặc hoa phục kia cũng sững sờ, sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn về phía Lý Phàm. Ai dám tiến lên, giết! Lời Lý Phàm vừa dứt, một cỗ sát lục kiếm ý khủng bố tràn ngập khắp thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Khí Triều Thiên của tác giả Tịnh Vô Ngân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 25, rượu ngon và mỹ nhân. Tại phế tích của Thành Hoàng Miếu, không gian yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng, không ai dám đáp trả. Những người trước đó chuẩn bị giết Lý Phàm đều dừng bước, không tiến lên nữa. Kiếm ý sát phạt thật mạnh. Đám người nhìn về phía Lý Phàm, trong lòng nghiêm nghị, không ai dám vọng động, chỉ sợ rằng nếu khẽ động thì Lý Phàm sẽ lấy chính mình để tế kiếm. Trên người ngươi có dấu kiếm ý của người khác. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lý Phàm, pháp lực trên thân bùng phát, cổ tay run run, trong tay xuất hiện một pháp bảo, phòng khi bất trắc. Hắn tên là Trần Ngạn, là người của tông tộc Trần gia Sở Châu, đã nhập tứ cảnh, tiền đồ vô lượng, không đời nào chịu thua ở cái nơi Lâm An huyện này. Lý Sơn tuy mạnh, nhưng nếu hắn thua trước một thiếu niên thì thật sự mất hết mặt mũi. Cỗ kiếm ý này, hắn không thể đối địch, rõ ràng là kiếm ý của một đại kiếm tu Lý Sơn. Phải thì sao? Lý Phàm cũng không phủ nhận, để mặc đối phương suy đoán. Kiếm ý này chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần phải không? Trần Ngạn thăm dò Lý Phàm nói. Giết ngươi thì đã đủ. Lý Phàm lãnh đạm đáp lại, Trần Ngạn không nói gì thêm. Vương huyện lệnh. Lý Phàm nhìn về phía Vương Uyên, ánh mắt đầy ý khiêu khích. Giờ phút này, mặt Vương huyện lệnh đen kịt, miệng ngậm chặt. Mặt mũi có thể mất, nhưng mạng thì không thể. Ánh mắt Lý Phàm trào phúng nhìn quanh đám người, nói, hôm nay nhiều người như vậy vây công, ta nhớ kỹ rồi, sư huynh của ta sẽ đến sau này, đến lúc đó để hắn cùng chư vị luận bàn một phen kiếm đạo. Nói xong, hắn quay người nghênh ngang rời đi, không thèm nhìn đám người. Mọi người vẫn đứng yên tại chỗ, không ai dám nhúc nhích, Lý Phàm tuổi trẻ khinh cuồng, bọn họ thật sự sợ hắn xúc động mà giết chết mình, mất mạng là không có lời. Lý Hồng Y cũng muốn đi theo, nhưng bị Lý Đạo Thanh kéo lại, thầm nghĩ con gái lớn thật không dùng được. Chờ đến khi bóng lưng Lý Phàm đi xa, mấy người này mới nhẹ nhàng thở ra. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ sát nghiệt nặng như vậy, lại thân giấu yêu khí, không biết là sư môn nào dạy dỗ, quả thật là tai họa chúng sinh. Tăng nhân vô tướng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Lý Hồng Y trừng mắt nhìn về phía tăng nhân, biết rõ còn cố hỏi. Hòa thượng này thật không biết xấu hổ, đợi Lý Phàm đi xa mới dám nói. Lý Đạo Thanh kéo tay nữ nhi, nha đầu này đi theo Lý Phàm lăn lộn mấy ngày, sao cũng trở nên xúc động như vậy. Quả nhiên là gần mực thì đen. Vương huyện lệnh, tiểu nữ vô tri,
bị người mê hoặc, nể tình nàng lập công chuộc tội, phát hiện ra việc thành hoàng trở mặt, mong huyện lệnh đại nhân mở một đường sống. Lý Đạo Thanh nhìn về phía Vương Uyên, Lý Hồng Y muốn nói gì nhưng bị Lý Đạo Thanh trừng mắt một cái khiến nàng im lặng. Đạo Thanh huynh còn cần quản giáo chặt chẽ hơn. Vương huyện lệnh không nhằm vào Lý Hồng Y, nàng chỉ là thứ yếu, đương nhiên không muốn đắc tội Lý Đạo Thanh, chi bằng bán cho hắn một cái nhân tình. Đa tạ Vương huyện lệnh, Lý Đạo Thanh chắp tay nói, Lý Mỗ sẽ mang người về quản giáo nghiêm ngặt. Nói rồi kéo Lý Hồng Y rời đi. Chuyện nơi này kết thúc, đám người cũng lần lượt tản đi, nhưng bách tính xung quanh lại rất lâu không thể bình tĩnh. Lâm Hòa cùng Lâm Mẫn cha con quỳ trên phế tích thành hoàng miếu khóc giống. Nếu ngày đó tin Lý Phàm, liệu kết cục có khác đi? Lâm Hòa cũng là người từng trải giang hồ, lúc này nhìn không ra chuyện trước kia quả thật là do Trần gia thiết lập ván cục, nhưng thì sao, hắn có thể làm gì? Lý Đạo Thanh cùng Lý Hồng Y đi trên đường, Lý Hồng Y trầm mặc không nói, dường như có chút dầu dĩ không vui. Đang trách cha sao? Lý Đạo Thanh hỏi. Lý Hồng Y lắc đầu, nói, con không phải là người không hiểu chuyện, cũng biết dù cha có nhúng tay vào cũng khó giải quyết. Chỉ là trời đất sáng sủa thế này, những người này lại tùy tiện làm bậy như vậy, thật sự không ai có thể trị sao. Hôm nay mà nhìn, phía sau thành hoàng là rất nhiều người. Năm đó khi hắn xây miếu, chắc chắn đều có phần của họ. Lý Đạo Thanh thở dài một tiếng. Cha, có phải cha đã sớm biết? Lý Hồng Y đột nhiên hỏi. Biết một chút. Lý Đạo Thanh đáp lại. Hồng Y, con muốn sống sót trong thế gian này thì phải hiểu rằng có những lúc hồ đồ lại tốt hơn. Cha con cũng chỉ là người bình thường, có thể nuôi con lớn bình an đã là điều cha theo đuổi. Người bình thường. Lý Hồng Y hỏi, nếu cha là người bình thường, vậy những nữ tử bị giam giữ và những bách tính chết oan kia thì tính là gì? Họ là những người đáng thương. Lý Đạo Thanh thở dài, Hồng Y, thế gian này rất lớn, cha không muốn con tiếp xúc với những chuyện hắc ám quá sớm, không muốn con bị chọc thế ô nhiễm. Chuyện hôm nay con thấy chỉ là một góc của tảng băng, những gì vừa thấy cũng chỉ là những người rõ ràng lộ mặt ra. Còn có không ít người ẩn trong bóng tối, những tu sĩ này, có rất nhiều người có thể giết cha. Lần này mục tiêu là Ly Sơn, những kẻ đứng sau màn chúng ta hoàn toàn không thể thấy được, ta không có tư cách để cuốn vào. Trần gia cùng huyện lệnh Lâm An huyện, chẳng qua là những tiểu nhân vật được an bài để nhảy ra mà thôi. Lý Hồng Y trầm mặc không nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lý Phàm, tiêu sái tùy ý, muốn làm gì liền làm, tùy tâm sở dục. Sao vậy, đang nghĩ tới tiểu tử đó? Lý Đạo Thanh thấy nữ nhi không nói gì, liền cười hỏi. Ngược lại cũng có chút hâm mộ hắn, vô câu vô thúc, thoải mái tự tại. Lý Hồng Y nói, thích hắn. Lý Đạo Thanh nhìn con gái, nha đầu này, đúng là chỉ mới đi theo tiểu tử kia hai ngày không thấy tăm hơi, khắp nơi gây họa, chuyện này trước kia hắn chưa từng nghĩ đến. Lý Hồng Y trong lòng giật mình, nội tâm có chút bối rối, nói, cha nói bậy gì vậy? Ừ, hắn lớn tuổi hơn con. Lý Đạo Thanh nói. Lý Hồng Y bối rối. Cha có ý gì? Lý Hồng Y trừng mắt nhìn cha mình, chỉ thấy Lý Đạo Thanh cười tủm tỉm nhìn nàng. Không thèm nghe cha nói nữa. Lý Hồng Y đi về phía trước, tim đập loạn nhịp. Nàng làm sao có thể thích tên kia chứ? Hắn tướng mạo. Không đúng. Hắn thiên phú. Cũng không đúng. Tính cách của hắn không được. Ừm, tính cách không tốt, ưa thích trêu chọc người khác. Nhưng mà, đây có coi là khuyết điểm sao? Lý Hồng Y cảm thấy tâm trí có chút phiền loạn. Nàng đang bị sao thế này? Đi đâu đấy? Lý Đạo Thanh gọi, ý ta là, đừng nhìn hắn tuổi tác nhỏ hơn con, nhưng thực ra so với con thì trầm ổn hơn. Hắn mặc dù làm những việc này, nhưng dù sao cũng có lực lượng của Ly Sơn đệ tử, con chỉ là đi theo làm ẩu thôi. Nghe lời phụ thân nói, lúc này Lý Hồng Y mới nhớ lại rằng Lý Phàm đã nhiều lần bảo nàng rời đi. Trước đó còn không liếc nhìn nàng mà đi thẳng, như vậy xem ra, thực ra là không muốn nàng gặp phiền phức. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Lý Hồng Y càng thêm loạn. Hồng Y, tại sao con lại muốn làm những việc này? Lý Đạo Thanh hỏi. Lý Hồng Y suy nghĩ một lát rồi trả lời, muốn làm thì làm. Hừng, Lý Đạo Thanh cười nhìn con gái, hỏi, học ai mà ra vậy? Cha, ngươi im miệng đi. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Đạo Thanh một cái, toàn nói bậy bạ gì đâu. Lý Đạo Thanh ngơ ngác đứng tại chỗ. Ừ, học hư rồi. Bất quá, Lý Đạo Thanh lại có chút lo lắng. Lý Hồng Y năm nay 19, chưa từng đối với ai động lòng, nhưng tiểu tử này không giống bình thường, chỉ là nha đầu này có lẽ sẽ phải chịu tổn thương vì tình. Ly Sơn kiếm tu không phải loại thiên tài như Trần Lạc Vân của Trần gia. Lý Đạo Thanh có chút đau đầu. Tại khu vực phía tây Lâm An huyện thành,
Lý Phàm bước vào khu vực này, trên đường phố người qua lại vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, dường như chưa từng trải qua cơn hỗn loạn yêu ma. Hơn nữa, khu vực này các công trình kiến trúc cũng được bảo tồn hoàn hảo, chí ít Lý Phàm không thấy có sự tàn phá như những nơi khác. Nơi này gần với Phục Long Sơn Trang. Ngoài kia có lời đồn rằng Phục Long Sơn Trang là kẻ cầm đầu của cơn hỗn loạn yêu ma lần này, nhưng gần Phục Long Sơn Trang lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý Phàm tìm đến một tửu lâu, đi vào góc khuất và ngồi xuống, vẫn như cũ là một bầu rượu, vài đĩa thức nhắm. Sau trận chiến, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, cần ăn uống no đủ và tìm một chỗ nghỉ ngơi. Về phần đạo kiếm ý vừa rồi, cũng không phải chỉ để dọa người. Nhưng tiểu sư huynh từng nói, nếu đã xuất kiếm, những ai đã nhìn thấy đều phải giết sạch, không thể để lại. Nhưng làm sao mà giết hết được? Không nói đến việc ở đó còn có rất nhiều dân chúng vô tội, chẳng lẽ Lý Hồng Y và cha nàng Lý Đạo Thanh cũng phải giết luôn sao? Thật không đến mức tàn ác như vậy, đành phải tạm tha cho bọn họ một lần. Sư tỷ để hắn rời núi Trảm Yêu trừ ma, giờ đây xem ra có thâm ý khác, chuyện lớn như vậy cũng không thể để một mình hắn, tiểu sư đệ, đến xử lý chứ. Hắn cũng không đủ khả năng xử lý. Thành Hoàng bị giết để diệt khẩu, ngụm này Phục Long Sơn Trang chắc chắn không dễ bỏ qua, hơn nữa cuối cùng chắc chắn vẫn nhằm vào Ly Sơn. Hiện tại, hắn cần làm rõ mối quan hệ giữa Sở Ly Núi và Phục Long Sơn Trang, vì sao sư huynh và sư tỷ chưa từng nhắc đến. Thịt và rượu được mang lên, Lý Phàm rót một chén rượu và uống cạn, lập tức trong cơ thể hắn nóng bừng lên. Tiểu sư huynh từng nói, kiếm và rượu mới là cặp đôi hoàn hảo nhất, còn có mỹ nhân. Người sống một đời, phải dùng kiếm nhanh nhất, uống rượu mạnh nhất, ngủ với mỹ nhân đẹp nhất. Tiểu sư huynh khi nói câu này còn liếc nhìn sư tỷ và bị sư tỷ đánh một trận. Lúc đó Lý Phàm nghĩ, trong cái đại lê thiên hạ này, ai có thể khiến sư tỷ, người như tiên tử, cùng mình uống rượu chứ? Cho dù có chết cũng đáng, tiểu sư huynh kiêu ngạo như thế, cũng chỉ có thể bị đánh mà thôi. Còn hắn, việc giặt quần áo nấu cơm có lẽ hợp với hắn hơn. Muốn sư tỷ cùng hắn uống rượu, đánh chết hắn cũng không dám nghĩ đến. Lại có chút nhớ sư huynh sư tỷ. Khi Lý Phàm đang suy nghĩ lung tung, tửu lâu bất ngờ trở nên xôn xao, ánh mắt mọi người đều hướng về phía lối vào của tửu lâu. Lý Phàm cũng nhìn theo và lập tức hai mắt tỏa sáng. Đó là một nữ tử, trên thân váy dài như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ gợi cảm. Cổ và xương quai xanh tuyết trắng thon dài lộ ra, ngực có khe rãnh sâu không thấy đáy, váy xẻ tà để lộ đôi chân ngọc thon dài. Nàng có một cặp mắt đào hoa, khi mỉm cười, nét mị hoặc đầy tràn, câu hồn phách người ta. Ánh mắt nữ tử nhìn khắp tửu lâu, lập tức làm các nam nhân ở đó yên lặng, tất cả đều nhìn chừng chừng về phía nàng. Nhưng ánh mắt của nữ tử lại hướng về nơi hẻo lánh, sau đó cười một tiếng đầy mị hoặc, tiến về phía đó. Ừm, Lý Phàm sững sờ, cảm giác như nàng đang nhìn về phía hắn. Ngay khi hắn đang ngây người, một mùi thơm phả vào mặt, nữ tử gợi cảm kia đã đứng trước mặt hắn. Điều này khiến Lý Phàm thần sắc cổ quái, vừa nghĩ đến rượu ngon và mỹ nhân, thì mỹ nhân này liền xuất hiện. Chương 26, Đại nhân vật. Nữ tử bước đến bên cạnh Lý Phàm và ngồi xuống, ánh mắt Lý Phàm nhìn về phía nàng, không tự chủ được cúi đầu liếc nhìn thoáng qua. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, làm sao chịu nổi loại dụ hoặc này, nhất thời mặt có chút đỏ lên. Tiểu công tử một mình sao? Nữ tử chống tay lên bàn, tựa cằm, thân thể nghiêng về phía trước, lập tức khiến Lý Phàm nhìn rõ hơn. Hắn ho khan một tiếng, phi lễ chớ nhìn. Không nhỏ đâu. Lý Phàm có chút ngại ngùng nói, gần 17. Vậy cũng không còn nhỏ nữa. Nữ tử cười nhạt, thở ra mùi thơm ngào ngạt, nói, nô gia họ Liễu, tiểu công tử có thể gọi nô gia là Liễu Cơ. Tỷ tỷ biết ta sao? Lý Phàm hơi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ vì hắn có ngoại hình đẹp mắt? Giờ thì coi như quen biết rồi. Liễu Cơ cười đáp. Ừm, rượu này có chút mạnh. Lý Phàm gật đầu. Uống vào khiến cơ thể nóng bừng, nóng quá. Nô gia có thể cùng công tử uống vài chén được không? Liễu Cơ ánh mắt đầy mị lực. Tỷ tỷ cứ tự nhiên. Lý Phàm xưa nay không phải là người hẹp hòi. Liễu Cơ rót cho mình một chén rượu, uống hết một ngụm, khuôn mặt lập tức hiện lên một vòng đỏ ửng, ngón tay vịn đầu, rượu này quả nhiên mạnh, váng đầu quá. Ánh mắt nàng có chút mờ mịt, các khách nam trong tửu lâu nhìn đều gấp gáp, cái này xinh đẹp quả là có diễm phúc, nữ tử như vậy. Sợ rằng khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Lúc này, lại có một bóng người bước vào tửu lâu, ngồi xuống ở vị trí trung tâm. Người này trông tầm 30 mấy tuổi, mặc áo bào trắng, tóc dài xõa vai, trên người toát ra một khí chất nho nhã, tùy ý thoải mái. Ngu tiên sinh tới rồi.
Tiểu nhị Tử Lâu hiển nhiên nhận ra người này là khách quen của Tử Lâu, hắn hô lên: "Ngu tiên sinh, hôm nay như thường lệ sao? Hôm nay thêm một phần." Nam tử mặc bạch bào đáp. Tiểu nhị Tử Lâu ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy vậy. Bất quá vị ngu tiên sinh này thường rất rộng rãi, mỗi lần uống xong đều cho hắn tiền thưởng, bởi vậy hắn luôn mong đợi đối phương tới. "Được rồi, ngu tiên sinh chờ một lát." Khi ngu tiên sinh bước vào, Liễu Cơ bên cạnh Lý Phàm liền đứng dậy, sau đó lặng lẽ đi đến đứng phía sau ngu tiên sinh, không còn vẻ mị thái như trước, lộ ra sự an phận. Điều này khiến cho khách trong Tử Lâu đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Ngu tiên sinh này không ít người nhận ra, thường xuyên tới Tử Lâu này, nhưng nữ tử này thì họ chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là mỹ thiếp của hắn? Ngu tiên sinh này lại có mỹ thiếp đẹp như vậy sao? Tiểu nhị Tử Lâu càng trừng to mắt, chuyện này là sao? Hôm nay ngu tiên sinh tựa như không giống ngày thường, cũng không biết có phải do Liễu Cơ đứng phía sau hắn hay không mà khiến hắn khác lạ. Chính xác như vậy, nếu Liễu Cơ đứng phía sau hắn, hắn cũng sẽ khác biệt. Đáng tiếc, không có cái phúc phận đó. Cùng uống vài chén. Thấy ánh mắt Lý Phàm liếc tới, nam tử mặc bạch bào chủ động nói. Lý Phàm nhìn thấy Liễu Cơ đứng phía sau người đối diện thì liền hiểu ra, xem ra người tìm đến hắn là nam tử mặc bạch bào này, chứ không phải Liễu Cơ. Được, Lý Phàm gật đầu, bưng rượu và thức nhắm của mình đi đến bàn của nam tử mặc bạch bào. Nam tử nâng chén, ra hiệu cho Lý Phàm rồi uống hết một ngụm. Lý Phàm cũng không khách sáo, bưng chén rượu lên và uống cạn. Rất nhanh cơ thể hắn lại có một cỗ nhiệt khí nóng bỏng, toàn thân khô nóng. Lần này thật là nóng quá. Rượu này đúng là Tử Lâu ngon nhất, mùi thơm, uống vào đủ mạnh. Nam tử mặc bạch bào cười nói, giống như ngươi vậy, nhìn thì nhã nhặn, nhưng cũng đủ liệt. Ngươi biết ta? Lý Phàm hỏi. Ngươi làm náo loạn Lâm An Thành, giết bộ đầu, thiếu gia Trần gia, phá hủy Thành Hoàng miếu, giết chết Thành Hoàng, tự nhiên ta phải biết. Nam tử đáp, tin tức này truyền nhanh vậy. Lý Phàm vừa mới từ Thành Hoàng miếu tới, hắn nói, ngươi nói như vậy, ta e là không thể yên ổn mà uống rượu rồi. Quả nhiên, xung quanh xôn xao hẳn lên, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lý Phàm, nghị luận ầm ĩ. Thiếu niên công tử này, nhìn có vẻ vô hại, chính là kẻ giết Trần Tông Chi và Trần Ly sao. Hơn nữa, hắn còn phá hủy Thành Hoàng miếu, giết chết Thành Hoàng. Cái này, bọn họ có nghe nhầm không? Liễu Cơ cúi đầu cười khẽ nhìn Lý Phàm, tên này, diễn kỹ thật là tốt, nếu là người nhà lành, chắc chắn sẽ bị hắn lừa gạt. Yên tâm, nơi này không có ai quấy rầy ngươi uống rượu. Nam tử mặc bạch bào nói với giọng lạnh nhạt, nhưng tràn đầy sự tự tin. Trong lòng Lý Phàm có chút suy đoán, biết đại khái người ngồi đối diện là ai. Hoặc là, liệu có phải là chính chủ không? Liễu Cơ, họ Liễu. Hơn nữa, nàng là yêu. Đêm hôm đó, khi cùng tăng nhân vô tướng rằng co, quỷ phụ gọi hắn là Liễu tiên sinh. Các hạ thực sự giết Thành Hoàng. Trong Tử Lâu có người tu hành nhìn về phía Lý Phàm hỏi. Lý Phàm không trả lời, thực ra không phải hắn tự tay giết. Thấy Lý Phàm không phủ nhận, người kia tiếp tục nói, Thành Hoàng là quỷ thần được triều đình sắc phong, các hạ vì sao lại giết Thành Hoàng? Thành Hoàng lén lút bắt cóc thiếu nữ, xây dựng nhà ngục dưới Thành Hoàng miếu, chư vị đến xem là biết. Lý Phàm đáp, cái này, xung quanh mọi người đều lộ ra vẻ không tin nổi, nghị luận ầm ĩ, nói như vậy, ngươi giết Trần Tông Chi và Trần Ly cũng có lý do. Trần gia cấu kết với quan phủ và yêu ma, gây họa cho Lâm An, không đáng giết sao? Nói hưu nói vượn, Trần gia tổ chức trảm yêu đại hội để chém yêu, quan phủ trừ yêu chính là chức trách của họ, làm sao lại cấu kết yêu ma, chẳng lẽ không phải là Phục Long Sơn Trang sao? Ai nói cho các ngươi biết là Phục Long Sơn Trang? Lý Phàm hỏi, người ngoài đều nói vậy, hơn nữa trang chủ của Phục Long Sơn Trang vốn cũng là một đại yêu, chúng ta đến bên này chính là để điều tra việc này, đồng thời tụ hợp các phương anh hùng cùng nhau trừ yêu. Lý Phàm nhìn nam tử mặc bạch bào đối diện một chút, chỉ thấy đối phương thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ uống rượu. Còn Liễu Cơ thì lạnh lùng liếc qua phía đối phương, trong mắt nàng mang vài phần tà mị khí, Lý Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát ý. Ta thấy khu vực này còn nguyên vẹn, không bị yêu ma gây hại, nếu là do Phục Long Sơn Trang, chẳng phải nơi này sẽ là nơi đầu tiên gặp nạn sao? Lý Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Giấu đầu lòi đuôi, điều này chẳng phải càng chứng minh rằng yêu ma bị Phục Long Sơn Trang khống chế sao? Đối phương đáp lại. Lý Phàm ngớ người, cách giải thích này cũng có lý. Lý Phàm lắc đầu, không muốn cãi lại, hắn nhìn về phía đối diện, hơi có thâm ý nói, tiên sinh quả thực rất có nhã hứng, còn có thể thoải mái mà uống rượu như vậy. Không phải vậy thì làm sao? Nam tử mặc bạch bào giống như không thèm để ý chút nào,
những gì ngươi thấy bây giờ chỉ là một đám tiểu nhân vật mà thôi, còn các đại nhân vật phía sau, họ vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy, chắc chắn chỉ là một đám đầy tớ. Vừa rồi đó là kiếm ý của Ôn tiên sinh. Nam tử mặc bạch bào hỏi, ngươi biết tiểu sư huynh của ta? Lý Phàm hiếu kỳ hỏi. Ôn Như Ngọc là tên tiểu sư huynh của hắn, nhưng tiểu sư huynh lại không thích cái tên này. Tên gọi với ý nghĩa khiêm tốn, ôn hòa như ngọc, là sự kỳ vọng của phụ thân Ôn sư huynh dành cho hắn. Nhưng tiểu sư huynh từ trước đến nay không nghĩ mình là một quân tử. Nhưng Lý Phàm lại thấy tên này rất êm tai, tên của sư tỷ càng dễ nghe hơn. Chỉ có tên của hắn là bình thường nhất, cũng giống như con người của hắn, bình thường như vậy, cho nên hắn được gọi là Lý Phàm. Kiếm ý kia sát khí nặng nề như vậy, chắc hẳn là của Ôn tiên sinh. Ngu tiên sinh lại uống một chén, thở dài nói, có chút đáng tiếc. Đáng tiếc, Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Đối phương lắc đầu, từ lâu đã kính ngưỡng tên của Ôn tiên sinh, muốn gặp một lần, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội. Nam tử mặc bạch bào thần sắc có vẻ hơi xa xút, một mình uống rượu, rồi lại nhìn Lý Phàm. Xét về tướng mạo, Lý Phàm quả là tuấn tú bất phàm, thiên phú tự nhiên cũng không cần bàn, dù sao cũng là kiếm tu Ly Sơn. Dũng khí và phách lực trong sát phạt đều thuộc loại thượng đẳng. Chỉ là, vẫn có chút đáng tiếc, nếu là Ôn Như Ngọc, có lẽ hắn có thể tiếp nhận được. Ngu tiên sinh hiểu rất rõ về tiểu sư huynh của ta. Kiếm tu ngũ cảnh trẻ tuổi nhất của Đại Lê, con trai của đời trước kiếm thủ Ly Sơn, người biết vẫn có một ít. Nam tử mặc bạch bào đáp lại, Lý Phàm, thế sao? Hắn mặc dù biết tiểu sư huynh rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Xem ra các sư huynh sư tỷ nói không sai, bản thân hắn quả thực là thiên phú thường thường, cái tên Lý Phàm cũng không phải là không xứng đáng. Đến, uống rượu. Nam tử mặc bạch bào tiếp tục nói, ngươi hôm nay giết Thành Hoàng, đối với Thành Lâm An mà nói cũng coi như là một việc công đức. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn chấp nhận. Dù sao Lý Phàm cũng có tài, nam tử rất đánh giá cao hắn. Ly Sơn kiếm tu, thiên phú cũng sẽ không thể nào quá tệ. Tệ dễ chưa trừ diệt, giết Thành Hoàng rồi, sợ là sẽ còn có Thành Hoàng tiếp theo. Lý Phàm lắc đầu nói, nhớ tới ông cháu kia, triều đình không giải quyết, khổ nạn mãi mãi vẫn là bách tính. Điều này cũng đúng. Nam tử mặc bạch bào cười nhìn Lý Phàm, chắc ngươi còn muốn giết sạch chúng. Lý Phàm lắc đầu, lão già mù từng nói, nếu đạt thì lo cho thiên hạ, nếu nghèo thì chỉ lo cho bản thân. Khi không đủ năng lực, việc sống tốt vẫn là quan trọng nhất. Hắn không thể giết hết được. Gặp được yêu ma thì giết thêm vài tên, cũng coi như là làm việc thiện. Trong tử lâu, mọi người đều lắng nghe, cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người này như có ẩn chứa điều gì bí ẩn. Đúng lúc này, tử lâu đột nhiên chấn động, giống như có địa chấn. Người trong tử lâu xì xào bàn tán, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, rất nhanh sau đó một cỗ sát khí cường thịnh bao phủ lấy tử lâu. Không ít người bước ra ngoài nhìn, liền thấy một đoàn quân có tổ chức và trật tự tiến về phía này. Chi Châu đại nhân tới rồi, Chi Châu đại nhân đã đến Lâm An Thành. Bên ngoài vang lên tiếng gào lớn. Chi Châu đại nhân dẫn đầu quân đoàn trấn ma quân đến đây để bình định yêu ma, Trảm Yêu Ti cũng phụng mệnh mà tới, Lâm An huyện cuối cùng cũng được cứu rồi. Tiếng người huyên náo, bách tính Lâm An hò reo khắp nơi. Cơn hỗn loạn yêu ma khiến bách tính Lâm An ngày đêm không yên, hoảng sợ không chịu nổi, quan phủ huyện Lâm An dường như bất lực trong việc trừ yêu. Bây giờ, Chi Châu đại nhân của Sở Châu tự mình dẫn quân đến Lâm An huyện, cơn hỗn loạn yêu ma cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Nam tử mặc bạch bào đối diện Lý Phàm bưng chén rượu lên uống một ngụm nữa, nói, đại nhân vật đã đến, chính hí cũng bắt đầu rồi. Ta để người bảo vệ ngươi. Nam tử mặc bạch bào nhìn về phía Lý Phàm. Không cần. Lý Phàm lắc đầu. Kiếm ý kia dù sao cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần. Nam tử mặc bạch bào đứng dậy, nói với Lý Phàm, Liễu Cơ ở lại, tùy ngươi sai khiến. Nam tử mặc bạch bào không đợi Lý Phàm đáp lại, liền quay người bước nhanh ra khỏi tử lâu, quay lại ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Khí Triều Thiên của tác giả Tịnh Vô Ngân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 27, giả yêu. Lý Phàm cùng Liễu Cơ từ tử lâu đi ra ngoài, trên đường phố Lâm An huyện, bách tính nhảy cẫng hoan hô, buôn tẩu để bẩm báo. Quan phủ đã dán thông báo, từ tối nay, huyện thành Lâm An sẽ tiến hành cấm đi lại ban đêm để trừ yêu. Yêu ma gây họa khói mù, cần phải quét sạch sành sanh. Chi Châu đại nhân đã tới, Lâm An huyện cuối cùng cũng có thể khôi phục thái bình. Đúng vậy, mặc dù yêu ma gây họa ở khu vực này ít, nhưng mỗi ngày chúng ta vẫn nơm nớp lo sợ, hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm, từ nay về sau có thể sống an bình.
Chỉ cần Chi Châu đại nhân tiêu diệt được đại yêu ở Sơn Trang kia, chúng ta mới có thể thật sự thở phào. Nghe nói đại yêu kia cả ngày sống trong dâm loạn, đúng là cần phải trừ bỏ sớm. Người đi đường bàn tán xôn xao, ánh mắt Liễu Cơ quét qua những người đang nói, chỉ trong nháy mắt đã câu mất hồn phách của một người, người đó đứng nhìn nàng với ánh mắt mê mẩn. Khi Liễu Cơ quay đi, đôi mắt tà mị hiện lên vẻ trào phúng, những kẻ nhân loại ngu xuẩn này, chủ nhân thật sự không đáng. Thật là một hồ ly mê hoặc lòng người, Tiểu Bạch Kiểm kia chịu được sao? Lý Phàm cùng Liễu Cơ đi xa, đám người vẫn bàn tán, Liễu Cơ khẽ nói bên tai Lý Phàm, bọn họ đang hỏi công tử chịu nổi không? Tỷ tỷ đang nói gì? Lý Phàm trả lời, hắn còn trẻ, nghe không hiểu. Liễu Cơ cười khẽ nhìn Lý Phàm, tên Tiểu Bạch Kiểm này diễn cũng giỏi thật. Chủ nhân để nàng đi theo bảo hộ Lý Phàm, không biết là có dụng ý gì. Hai người liền tìm một trạch viện ở gần đó để ở lại. Hiện giờ, ngoài việc dán thông báo cấm đi lại ban đêm, còn có thông báo truy nã hắn. Lý Phàm ở trong viện tu hành để khôi phục thể lực. Vào buổi tối, huyện Lâm An cấm đi lại ban đêm, các nhà đóng cửa kín mít, cả huyện thành trở nên tĩnh lặng. Trong sân, Lý Phàm ngồi dưới đất nhắm mắt tu hành. Liễu Cơ tiến đến phía sau hắn, đôi mắt tà mị lấp lóe ánh sáng kỳ dị, trong mắt hiện lên một vòng màu xanh biếc, nàng hé miệng, lưỡi dài phun ra, phát ra âm thanh tê tê. Chủ nhân những năm này bị giam cầm tại Lâm An huyện này, hiện tại càng đứng trước nguy cơ, tất cả đều do Ly Sơn gây ra. Thiếu niên lang này cũng là đến từ Ly Sơn. Đúng lúc đó, lông mày của Lý Phàm khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, tỷ tỷ không nghỉ ngơi sao? Đôi mắt Liễu Cơ khôi phục bình thường, đầu lưỡi liếm nhẹ không khí, nàng dịu dàng nói, đang đợi công tử cùng một chỗ. Không tốt lắm đâu. Lý Phàm quay đầu nhìn Liễu Cơ nói, tỷ tỷ cứ tự mình nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm đến ta. Yêu này lại có tâm tàng sát ý sao? Quả nhiên, người không thể tin, yêu cũng không thể tin. Vị ngu tiên sinh kia để Liễu Cơ đi theo mình, rốt cuộc là có ý gì? Không sao, chủ nhân đã phân phó, nô gia mặc cho công tử xử trí. Liễu Cơ cười nói, xử trí thế nào cũng được sao? Mắt Lý Phàm sáng lên, nhìn về phía thân hình gợi cảm của Liễu Cơ. Chỉ cần công tử muốn, nô gia đều phối hợp. Liễu Cơ cười càng thêm tà mị, dãy dụa thân thể tiến lại gần. Lý Phàm nhìn chằm chằm vào thân thể đầy đặn của nàng, đôi mắt tỏa sáng. Liễu Cơ không biết là đại yêu mấy cảnh, nhưng viên yêu đan trong ngực nàng chắc chắn là đại bổ. Nếu như, được rồi, tỷ tỷ chắc chắn sẽ đổi ý. Lý Phàm nói, công tử không thử một chút thì sao biết được. Liễu Cơ tiến thêm một bước. Nếu Lý Phàm thực sự có gan động vào nàng, nàng sẽ ăn hắn. Tên Tiểu Bạch Kiểm này da mịn thịt mềm, chắc chắn ăn sẽ rất ngon. Thôi vẫn không được. Lý Phàm ngại ngùng đáp. Thấy Lý Phàm thức thời, Liễu Cơ cũng không tiếp tục dây dưa, mà hỏi, nghe nói công tử là kiếm tu tu hành có nhiều cách. Có người dùng lực thái dương dưỡng kiếm, có người dùng lực thái âm dưỡng kiếm, công tử dùng gì dưỡng kiếm? Những cách đó là của những kiếm tu lợi hại, ta thiên phú kém, chỉ dùng thủ đoạn bình thường. Lý Phàm nói, tỷ tỷ là đại yêu, là loại yêu gì? Công tử muốn xem thử không? Lời của Liễu Cơ vừa dứt, đôi mắt nàng biến thành màu xanh biếc, khuôn mặt biến thành yêu dị, lấp lánh những lân phiến màu xanh như bảo thạch, đôi chân hóa thành đuôi rắn dài, đong đưa qua lại. Thân hình nửa người nửa rắn, khuôn mặt xinh đẹp lại càng lộ vẻ tà mị. Rắn, Lý Phàm thầm nghĩ. Thân thể Liễu Cơ chỉ trong chớp mắt đã trượt đến trước mặt Lý Phàm, cái đuôi quấn hờ lấy thân thể hắn, đôi mắt tà mị tiến gần sát, nàng thổi khí bên tai hắn, công tử có bị dọa không? Ngược lại càng thấy tâm động. Lý Phàm nhìn vào gương mặt yêu dị ngay trước mắt, tim đập thình thịch. Lớn như vậy một con đại yêu hóa hình, yêu đa nhất định đại bổ. Liễu Cơ cười tà mị, hai tay khoác lên vai Lý Phàm, nàng thè đầu lưỡi nói, vậy công tử có muốn thử cảm giác của xà yêu không? Muốn, nhưng thôi thì không thử. Lý Phàm đáp lại thật lòng, hắn thật sự muốn đại bổ một trận. Liễu Cơ theo dõi ánh mắt Lý Phàm, lập tức hóa thành thân người, mỉm cười nói, nếu công tử có ý nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm nô gia. Nếu Lý Phàm thật sự muốn làm loạn, nàng ăn hắn thì chủ nhân cũng không trách tội chứ. Xà yêu tỷ tỷ thật là tốt, Lý Phàm thầm nghĩ. Đông đông đông. Lúc này, từ cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Ai đó? Liễu Cơ quay lại hỏi. Quan phủ điều tra yêu ma, mở cửa. Bên ngoài có giọng nói vọng vào. Liễu Cơ nhìn Lý Phàm một chút, sau đó tiến tới mở cửa viện. Lập tức ba tên quan sai của nha môn xông vào. Sau khi ba người vào, Lý Phàm quay lưng về phía họ vì hắn là tội phạm truy nã. Tuy nhiên, cả ba quan sai đều không để ý tới hắn,
ánh mắt chỉ dừng lại trên người Liễu Cơ. Các ngươi đi tìm kiếm. Tên quan sai cầm đầu ra lệnh, lập tức hai tên khác tiến vào trong viện để lục soát. Còn tên quan sai cầm đầu thì hỏi Liễu Cơ, cô nương tên họ là gì, trong nhà có bao nhiêu người? Nô gia tên Liễu Cơ, trong nhà chỉ có ta và đệ đệ. Liễu Cơ thấp giọng trả lời, ừm. Quan sai nhẹ gật đầu, liếc nhìn bóng lưng của Lý Phàm, ánh mắt liên tục chuyển động. Rất nhanh, hai tên quan sai kia quay lại, nói, không phát hiện gì. Ai nói không có? Tên quan sai cầm đầu nhìn chằm chằm vào Liễu Cơ, hai mắt sáng lên, nói, nữ tử này yêu mị như vậy, sợ là yêu quái biến thành, phải thật tốt kiểm tra một phen, đi vào trong nhà với ta. Hai tên quan sai khác nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn Liễu Cơ rồi cười toe toét. Lý Phàm nhíu mày, Liễu Cơ thì cười khanh khách, nói, không cần vào trong phòng. Không cần. Tên quan sai cầm đầu sáng mắt lên, gật đầu nói, tốt, 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 ngay trong sân cũng được. Nô gia có thể đóng cửa viện trước không? Liễu Cơ hỏi, để ta. Một tên tiến tới đóng cửa viện cẩn thận, nói, xong rồi, đại ca. Cô nương có cần chúng ta giúp không? Tên quan sai cầm đầu hỏi Liễu Cơ. Không cần, để ta tự mình. Liễu Cơ vừa dứt lời, bất chợt một trận sương mù bùng lên. Quan sai thật là nhãn lực tốt. Giọng của Liễu Cơ vang lên, ba tên quan sai sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn con cự mãng màu xanh biếc xuất hiện trước mắt. Yêu, yêu. Ba người vừa định hô lớn thì liền bị Liễu Cơ quấn chặt, đè ép cùng một chỗ, không phát ra được âm thanh nào. Đôi mắt của Liễu Cơ hiện lên ánh xanh lạnh lẽo, lưỡi dài thỏ ra. Nhưng nghĩ đến chủ nhân không cho phép nàng ăn người, nàng đành phải quấn chặt và ghìm chết ba người. Ném xác ba tên quan sai xuống đất, Liễu Cơ hóa lại thành người, thấy Lý Phàm nhìn về phía mình, nàng châm biếm nói. Bách tính Lâm An coi quan phủ là cứu tinh, nhưng đối với nhiều người mà nói, quan phủ còn độc ác hơn yêu ma. Không đối phó nổi yêu ma, lại quay sang bắt nạt bách tính, đây chính là nhân loại. Lý Phàm im lặng, Liễu Cơ dường như rất căm ghét nhân loại, thậm chí đối với hắn cũng ngầm có sát ý. Dù sao, nàng cũng không sai. Nếu chuyện này xảy ra ở đây, có nghĩa là những nơi khác cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự, người chịu khổ vẫn là bách tính. Lý Phàm nhấc chân bước ra ngoài. Ngươi đi đâu? Liễu Cơ hỏi. Ra ngoài đi dạo một chút. Lý Phàm nói xong liền nhảy lên, bay thẳng lên nóc nhà. Hắn muốn xem thử quan binh sẽ trừ yêu như thế nào. Liễu Cơ cũng đi theo hắn. Lâm An Thành cấm đi lại ban đêm, nhưng bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, quan binh quan sát và điều tra khắp nơi. Trảm yêu ti và trấn ma quân cũng đều xuất động, ngoài ra còn có người tu hành đến từ các nơi. Lý Phàm bước trên mái hiên, thấy không ít nơi tràn ngập yêu khí, đôi lúc còn có chiến đấu xảy ra, việc Chi Châu đến trừ yêu cũng không hoàn toàn là giả, nhưng cũng có không ít chuyện bất chính. Ánh mắt của Lý Phàm dừng lại tại một nơi, thấy trong sân một ngôi nhà có một vị trưởng giả đang quỳ xuống đất, đem hết tiền bạc trên người giao cho quan sai đến kiểm tra. Liễu Cơ tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ châm biếm, như nàng lười can thiệp vào việc của con người. Lý Phàm tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, hắn chứng kiến không ít tình huống tương tự, đây chỉ mới là khu vực thành Tây, quả nhiên, lòng người đôi khi còn ác độc hơn yêu ma. Lúc này, Lý Phàm nghe thấy tiếng kêu thét từ một sân khác vọng ra, hắn tiến lại gần và đứng trên nóc nhà. Dưới sân, hắn thấy một tên quan sai quần áo không chỉnh tề bước ra khỏi phòng, bên ngoài phòng có mấy người đang quỳ, cổ bị đao kề. Đầu nhi, cảm giác thế nào, mấy người này xử lý ra sao? Một tên quan sai hỏi. Có yêu ẩn hiện ở đây, giết cả nhà này. Tên quan sai vừa ra khỏi phòng lạnh lùng đáp, lập tức mấy tên quan sai khác nhe răng cười, giơ cao đao lên. Phốc. Ngay lúc họ chuẩn bị chém xuống, một ánh kiếm lạnh lùng lóe lên, đâm vào cổ họng một tên quan sai. Ai? Tên quan sai cầm đầu nâng đao lên, thấy người kia liên tục xuất kiếm, trong nháy mắt đã tiêu diệt hết các quan sai trong sân. Người ra tay là một nữ tử mặc áo đen, che mặt bằng một miếng vải đen. Lý Phàm nhìn thấy nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Nữ tử dường như cũng cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên, mượn ánh trăng thấy rõ khuôn mặt của Lý Phàm. Nàng nhảy lên nóc nhà, tháo miếng vải che mặt xuống, lộ ra một gương mặt tinh xảo, chính là Lý Hồng Y. Ngươi làm sao ở đây? Lý Phàm có chút ngạc nhiên, nàng chẳng phải đã đi cùng Lý Đạo Thanh rồi sao? Hơn nữa, lần này nàng lại mặc áo đen, còn cầm kiếm. Tìm ngươi, hôm nay. Lý Hồng Y bước tới, vừa định nói gì đó thì thấy sau lưng Lý Phàm có một bóng người. Hình dáng yêu mị gợi cảm của người đó hiện lên, thấy ánh mắt Lý Hồng Y nhìn đến, người kia liền chậm rãi bước tới, thân hình chập chờn, nụ cười đầy mị hoặc. Không sao,
Lý Hồng Y quay người đi xuống mà không nói thêm gì với Lý Phàm. Nửa ngày không gặp. A, à, chương 28, già trẻ. Lý Phàm nhìn bóng lưng Lý Hồng Y, thấy nàng đi vài bước rồi dừng lại. Thật sự để nàng đi sao? Nàng nắm chặt tay, quay lại nhìn Lý Phàm, trừng mắt nhìn hắn. Nàng bước tới gần Lý Phàm, liếc nhìn qua nữ tử yêu mị sau lưng hắn. Thì ra thích kiểu này, đúng là mắt mù mới mạo hiểm chạy đến thông báo cho hắn. Nàng lại nhảy lên mái hiên, tiến đến trước mặt Lý Phàm, khuôn mặt không chút biểu cảm nói, Chi Châu đại nhân đã đến Lâm An huyện, cũng triệu tập toàn bộ lực lượng của Lâm An. Cha ta nghe tin rằng họ sẽ trừ yêu, nói rằng Phục Long Sơn Trang cấu kết với yêu ma, chứa chấp tội phạm truy nã, chuẩn bị vây quét Phục Long Sơn Trang và bắt sống ngươi. Tội phạm truy nã hiển nhiên là Lý Phàm. Khi nghe được tin tức này, nàng đã lặng lẽ đi vào thành Tây để thông báo cho hắn, để hắn tránh khỏi Phục Long Sơn Trang. Lần này, nàng cẩn thận hơn, mặc áo đen và che mặt. Trên đường đến đã thấy quan binh làm sằng bậy nên nàng mới ra tay như vừa rồi. Đa tạ Lý cô nương, Lý Phàm nói. Xem ra vị Chi Châu đại nhân này coi trọng hắn, thậm chí còn điều binh cho chuyện này. Ngươi có dự tính gì? Lý Hồng Y hỏi. Không biết, Lý Phàm lắc đầu. Thực sự hắn không biết, sư tỷ đã để hắn đến Lâm An huyện, đương nhiên biết rõ mọi chuyện đang xảy ra tại đây, tiểu sư huynh cũng sắp tới. Vẫn còn một số điều mà hắn chưa rõ. Triều đình muốn tấn công Phục Long Sơn Trang, chi bằng ngươi về núi trước. Lý Hồng Y khuyên nhủ, nếu trở về Ly Sơn, Lý Phàm sẽ an toàn hơn. Lý Phàm lắc đầu, thấy có quan binh đang tiến về phía này, hắn nói, Lý cô nương, bên ngoài nguy hiểm, ngươi trên đường về cẩn thận. Lý Hồng Y tỏ vẻ hoang mang, nàng liếc nhìn Liễu Cơ, có vẻ như nàng đến không đúng lúc. Nhưng, ngươi bảo ta đi là ta đi sao? Ừm. Lý Phàm thấy Lý Hồng Y đứng yên không nhúc nhích, nói, Lý cô nương, cáo từ trước. Nói rồi, Lý Phàm quay người rời đi. Hắn thực sự không muốn cuốn Lý Hồng Y vào cuộc phong ba này. Liễu Cơ nhìn Lý Hồng Y mỉm cười mị hoặc, sau đó đi theo sau Lý Phàm. Lý Hồng Y nhìn hai người một lát, khẽ cắn môi rồi yên lặng theo sau. Công tử, nàng vẫn đi theo đấy. Liễu Cơ dường như không ngại thêm chuyện, nói khẽ bên tai Lý Phàm. Lý Phàm dừng chân, quay lại nhìn Lý Hồng Y, chỉ thấy nàng tỏ ra có chút quật cường, nói, ta muốn đi cùng thì đi cùng, có liên quan gì đến ngươi? Thôi vậy, Lý Phàm thở dài. Lý Hồng Y nhìn bên ngoài có vẻ là một lãnh mỹ nhân, không thích nói nhiều. Nhưng tâm hồn lại như ngọn lửa, nóng bỏng như thuộc tính nàng tu hành. Lý cô nương, Sở Châu Chi Châu thực lực như thế nào? Lý Phàm hỏi. Sở Châu có hơn 100 huyện, Chi Châu trưởng quản mấy chục triệu nhân khẩu, chính là một nhân vật quyền uy một phương. Theo lời phụ thân ta, Chi Châu đại nhân ít nhất cũng ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có khả năng bước vào đệ ngũ cảnh ngưng đan. Lý Hồng Y nghiêm túc trả lời khi thấy Lý Phàm hỏi. Trong hệ thống tu hành, cảnh giới tiền tam là luyện khí, luyện thần, xuất khiếu, tiếp theo là trúc cơ, ngưng đan, động phủ. Cảnh giới trúc cơ đã là rất lợi hại, còn ngưng đan thì ở Lâm An huyện ngày thường căn bản không thể tiếp xúc. Ngu tiên sinh là cảnh giới gì? Lý Phàm lại hỏi Liễu Cơ. Hắn đoán rằng Ngu tiên sinh hẳn là trang chủ Phục Long Sơn Trang, tứ cảnh đỉnh phong. Liễu Cơ ngẩng đầu nói, bất quá đối phó với tu sĩ ngũ cảnh bình thường cũng không phải là vấn đề. Lý Phàm gật đầu, truyền thuyết nói rằng trang chủ Phục Long Sơn Trang vốn là một con giao long, loại yêu quái này thiên phú cực mạnh, sức chiến đấu tự nhiên cũng vượt trội hơn nhiều. Nhưng lần này đến không chỉ có Chi Châu Sở Châu, hắn điều binh là để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Phục Long Sơn Trang. Ngu tiên sinh và Ly Sơn có quan hệ gì? Lý Phàm vẫn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Trong mắt Liễu Cơ hiện lên một chút lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng che giấu, cười nói, nô gia không rõ, công tử có thể tự mình đi hỏi gia chủ của ta. Nàng chỉ biết rằng chủ nhân của mình bị Ly Sơn vây khốn, bị giam cầm tại nơi nhỏ bé này ở Lâm An huyện. Rồng gặp nước cạn, giờ lại đứng trước nguy cơ, chủ nhân thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho việc không còn đường lui. Tất cả điều này đều là do Ly Sơn ban tặng. Lý Hồng Y ở phía sau nghe cuộc đối thoại, sắc mặt có chút kỳ quái, liếc nhìn nữ tử yêu mị kia. Thì ra là, yêu nữ. Lý Hồng Y nhìn theo bóng lưng Lý Phàm, đôi mắt ẩn chứa một chút thâm ý. Thì ra hắn thích kiểu này, khẩu vị cũng hơi nặng nhỉ. À, chẳng trách hắn cứ bảo mình rời đi. Khi trở lại sân nhỏ, Lý Hồng Y đánh giá xung quanh. Thật là, lại ở chung một chỗ nữa sao? Lý cô nương, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi thanh lý đống thi thể này. Lý Phàm nói rồi bắt đầu khiêng những thi thể quan sai trong sân đi. Lý Hồng Y mới biết rằng ở đây cũng đã có quan sai đến. Thấy Liễu Cơ đang nhìn mình,
Lý Hồng Y cũng nhìn lại, lúc này nàng mới nhận ra yêu nữ này dưới vẻ ngoài yêu mị thật sự là một đại mỹ nhân. Nếu không có cái khí chất mê hoặc đó, nàng ta cũng là một người phụ nữ rất đẹp. Càng làm Lý Hồng Y ngại ngùng hơn chính là dáng người ngạo nghễ của Liễu Cơ, đường cong như ẩn như hiện. Khó trách Lý Phàm bị mê hoặc, ai mà chịu nổi đây. Lý Hồng Y ưỡn ngực, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Cơ. Liễu Cơ thấy động tác đó của nàng, che miệng cười khẽ. Lý Hồng Y nhíu mày, nàng cười cái gì chứ? Sao vậy? Lý Phàm thanh lý thi thể xong quay trở lại, nhìn thấy một người một yêu mắt lớn chừng mắt nhỏ, không khỏi ngẩn người. Đây là chuyện gì nữa? Công tử tối nay cũng mệt rồi, có cần nô gia hầu hạ công tử nghỉ ngơi không? Liễu Cơ giọng nói đầy ý mị, Lý Hồng Y nhìn chằm chằm vào Lý Phàm. Không cần, ta ở trong sân tu luyện là được, ngươi đi nghỉ sớm đi. Lý Phàm cảm nhận được ánh mắt sát ý từ Lý Hồng Y, đáp lại một cách yếu ớt. Nữ nhân này sao lại như vậy? Được thôi, công tử có việc thì cứ gọi ta. Liễu Cơ cười nhìn Lý Hồng Y một cái rồi quay người vào phòng. Sau khi Liễu Cơ đi, Lý Hồng Y nhìn Lý Phàm nói, giang hồ nhi nữ, quả thật tùy tiện. Lý Phàm bối rối. Hắn nhìn Lý Hồng Y với vẻ khó hiểu. Ngươi nhìn cái gì? Lý Hồng Y hỏi. Lý cô nương, chẳng lẽ ngươi thích ta? Lý Phàm hỏi. Trái tim Lý Hồng Y đập mạnh, nàng nghĩ mình đang làm sao vậy? Chỉ là đến thông báo cho hắn một tiếng, tại sao sau khi nhìn thấy Liễu Cơ lại cảm thấy có gì đó không đúng? Hừ, Lý Hồng Y quay mặt đi, nói, ta không thích khẩu vị nặng như vậy. Nói rồi nàng quay người đi về phía khác của sân nhỏ, không thèm nhìn Lý Phàm. Lý Hồng Y tìm một chỗ trong sân ngồi xuống tu luyện, nàng cần tĩnh tâm, tự nhận thấy tâm cảnh của mình từ khi gặp Lý Phàm đã không còn bình tĩnh như trước, thường xuyên suy nghĩ lung tung. Trước đó khi nghe cha nàng nói quan phủ muốn bắt Lý Phàm, nàng liền đứng ngồi không yên, bất chấp sự ngăn cản của cha mà chạy ra ngoài, trên đường còn gặp yêu ma. Nghĩ đến đây, Lý Hồng Y cảm thấy hơi uất ức. Tĩnh tâm. Lý Hồng Y tự nhắc nhở mình, tại sao lại cứ loạn như vậy? Lý Phàm lại không biết Lý Hồng Y đang nghĩ gì. Hắn còn nhỏ, không hiểu. Ngồi xuống cách Lý Hồng Y không xa, Lý Phàm cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Một lát sau, trong cơ thể vang lên tiếng oanh minh, một cỗ khí huyết khủng khiếp gào thét trong cơ thể, giống như một khối năng lượng khủng bố, nuốt chửng tất cả. Trong ý thức, Lý Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, như được che phủ bởi kiếm khí. Tại trung tâm của phong bạo kiếm khí, một thanh phi kiếm lặng lẽ lơ lửng. Bên cạnh phi kiếm, có một điểm sáng lúc tối. Trong đó sáng ngời nhất chính là một vết kiếm, Lý Phàm biết đó là tiểu sư huynh, về phần các điểm sáng khác, hắn cũng không biết đó là vật gì. Hắn từng hỏi lão sư nói rằng đó là kiếm ấn do tu hành lưu lại. Đêm đen như nước, trong viện đặc biệt yên tĩnh, Thành Lâm An lại hỗn loạn. Lúc này, lại có tiếng đập cửa truyền đến. Đông, đông, đông. Lý Phàm nhíu mày, Liễu Cơ từ trong phòng đi ra, hỏi, ai? Một tiếng kẽo kẹt, đối phương không tiếp tục gõ cửa nữa, cửa viện bị đẩy ra. Nơi này thật yên tĩnh. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên, ánh mắt của Liễu Cơ lộ ra một vòng hàn ý, chậm rãi tiến về phía trong viện, chỉ thấy có hai người bước vào. Một già một trẻ, lão giả còng lưng, tóc thưa thớt rối bời, dáng vẻ rất xấu xí. Bên cạnh lão là một thiếu niên khoảng 15 đến 16 tuổi, mặc hoa phục màu vàng, ánh mắt lộ ra một tia tà khí. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn chằm chằm vào Liễu Cơ, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thiếu gia, nơi này yêu khí rất nồng. Lão nhân nói, ngươi nhìn nữ nhân này. Lão nhân chỉ vào Liễu Cơ nói, một con đại xà trẻ trung xinh đẹp như vậy, nhất định là rất tươi non, có thể giúp thiếu gia bồi bổ thân thể. Ánh mắt của Liễu Cơ lúc này lạnh xuống, một luồng sát khí tràn ngập khắp viện. Cẩu nô tài, thiếu gia có cho ngươi mở miệng không? Thiếu niên quát lớn. Lão nô lắm lời, xin thiếu gia chớ trách. Lão nhân cúi đầu nói xin lỗi. Ánh mắt của thiếu niên lại hướng về phía Liễu Cơ, nói, xa yêu tỷ tỷ, thật có lỗi, cẩu nô tài kia miệng mồm thối, mong tỷ tỷ đừng để ý. Không sao. Liễu Cơ uốn éo tiến lên, ánh mắt lóe lên một tia sát ý tà mị. Ta đến từ Tẩy Dược Hồ, tỷ tỷ có nguyện làm yêu nô của ta không? Thiếu niên mỉm cười nhìn Liễu Cơ, giọng điệu ôn nhu. Chưa nghe qua bao giờ. Liễu Cơ cười khanh khách. Ai, một đại xà trẻ đẹp như vậy mà lại bị chôn vùi ở một huyện thành nhỏ như thế này, thật đáng tiếc. Lão nhân lại lên tiếng, Tẩy Dược Hồ chính là Đại Lê Ngự Thú Tông, trong đó nuôi rất nhiều đại yêu, lão nô chính là yêu nô của thiếu gia. Vương triều Đại Lê có rất nhiều tông môn tu hành, mặc dù triều đình Đại Lê luôn muốn chém yêu,
nhưng một số tông môn đỉnh tiêm lại có thể nuôi dưỡng đại yêu. Thật vậy sao? Liễu Cơ mỉm cười nói, Nô gia ngược lại muốn đồng ý, nhưng Nô gia đã có chủ nhân rồi. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn về phía Lý Phàm. Thiếu niên nhìn về phía Lý Phàm, không thèm để ý mà nói, không sao, ta giết chủ nhân ngươi cũng được. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Khí Triều Thiên của tác giả Tịnh Vô Ngân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 29, Ngu Thành. Lý Phàm nhìn về phía thiếu niên kia, so với mình còn nhỏ hơn, trong mắt hiện lên tà khí. Lão già mù từng nói, người mang lợi khí, sát tâm từ đó sinh ra. Những tên quan sai như vậy, những người tu hành đến từ bên ngoài cũng thế, xem nhân mạng như cỏ rác. Lão già kia cũng nhìn về phía Lý Phàm, nheo mắt nói, thiếu gia cẩn thận một chút, người trẻ tuổi kia có thể chính là kiếm tu đến từ Ly Sơn. Ngươi chẳng phải nói Ly Sơn đã sụp đổ sắp tới sao? Thiếu niên hỏi lão già. Ly Sơn sụp đổ sắp tới, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo, bởi vậy lão nô nhắc nhở thiếu gia cẩn thận một chút. Lão già đáp, cẩu nô tài to gan, lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, ý ngươi là Ly Sơn dù không lớn như trước vẫn mạnh hơn tẩy dược hồ của ta. Thiếu niên tức giận quát lớn, lão nô nói sai, lão nô tự vả miệng. Lão già liền vung tay tát vào mặt mình, phát ra tiếng thanh thúy, thiếu niên lúc này mới thôi. Lý Hồng Y nhìn hai người, nghĩ thầm, hai người này có bệnh à? Lý Phàm nghe cuộc đối thoại của họ thì nhíu mày, Ly Sơn sụp đổ sắp tới sao? Lão yêu, ngươi đang nói nhảm cái gì? Lý Phàm nhìn lão già kia nói, hắn nhận ra, lão này cũng là một đầu yêu. Lão già nheo mắt nhìn Lý Phàm, hỏi, thanh kiếm của Ly Sơn truyền cho ai? Lý Phàm nghe không rõ. Cũng đúng, việc này chưa đến phiên một tiểu tử như ngươi biết. Lão già thấy Lý Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc liền tùy ý nói. Kiếm này thật sự lợi hại vậy sao? Thiếu niên hỏi lão già. Hồi thiếu gia, lão nô kỳ thực cũng không rõ. Lão già đáp. Cẩu nô tài, không rõ còn nói bậy bạ gì. Thiếu niên quen mắng. Nghe đồn rằng, thanh kiếm này hộ khí vận cho Ly Sơn ngàn năm, giúp Ly Sơn kiếm tu cường thịnh ngàn năm. Ai sở hữu thanh kiếm này sẽ có thể thụ hưởng khí vận của kiếm đạo Ly Sơn, nhưng thanh kiếm này rốt cuộc thế nào thì lão nô không rõ. Lão già nói, chỉ là hiện nay Ly Sơn không còn như trước, sợ rằng thanh kiếm này cũng khó giữ nổi. Lý Phàm trong lòng càng nghi hoặc, lão yêu này nói ra không ít thông tin mà sư huynh sư tỷ chưa từng kể với hắn. Mà lại, hắn cũng chưa từng nghe rằng Ly Sơn có một thanh kiếm như vậy. Sao người ngoài lại biết nhiều hơn hắn? Có lẽ vì thiên phú của mình tầm thường, chưa tiếp cận được cấp độ này, sư huynh sư tỷ chắc hẳn biết rõ. Nếu thật có một thanh kiếm như vậy, có khả năng nó đã được tiểu sư huynh kế thừa. Lão nô có chút dài dòng. Lão yêu lại nói. Cẩu nô tài, ngươi nói kiếm tu Ly Sơn rất lợi hại, có lợi hại bằng ta không? Thiếu niên nhìn chằm chằm Lý Phàm hỏi. Tự nhiên không lợi hại bằng thiếu gia, huống chi Ly Sơn cũng không phải kiếm tu nào cũng lợi hại, ngoài mấy người có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể so với thiếu gia? Lão yêu nịnh nọt nói. Lời này ta thích nghe. Thiếu niên hài lòng gật đầu. Đã vậy, ta sẽ phế đi kiếm của hắn, móc kiếm chủng ra xem thử, ta cũng hơi tò mò. Lão yêu có chút do dự, dù Ly Sơn sắp sụp đổ nhưng vẫn chưa hẳn đã sụp đổ, đối diện là kiếm tu Ly Sơn, không rõ phía trên có ai lợi hại trông nom không. Nhưng nghĩ đến tính cách của thiếu gia, hắn liền không nói thêm, chỉ cúi đầu nói, ta sẽ thay thiếu gia áp trận. Lý Phàm im lặng nghe hai người đối thoại, trước đó gặp người của Sở Châu Phật Tông Kim Cương Tự. Bây giờ lại có người tu hành từ Tẩy Dược Hồ, xem ra ở huyện Lâm An này ngoài triều đình còn có rất nhiều tông môn thế lực. Mà lại, nghe lão yêu này nói, mục tiêu của những người phía sau quả nhiên không chỉ là Phục Long Sơn Trang, mà còn hướng về Ly Sơn. Lão đạo kia quả nhiên đã biết tin tức từ trước. Lý Phàm nhớ lại A Thất đạo nhân lôi thôi. Chẳng lẽ, Ly Sơn thật sự gặp đại nạn? Lý Hồng Y thì lộ ra vẻ cảnh giác, hai người này có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ, nhưng nàng lại nghe ra đối phương đến từ một đại tông tu hành. Ly Sơn hình như cũng có phiền toái. Nói xong chưa? Thấy hai người cuối cùng cũng ngừng lải nhải, Lý Phàm mở miệng nói. Thiếu gia Tẩy Dược Hồ ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, trong mắt lộ ra nụ cười tà, bước chân tiến về phía Lý Phàm, nói xong rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Lý Phàm gật đầu, cha mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi đàng hoàng, hôm nay ta sẽ thay họ làm điều đó. Ngươi thật là không biết sợ chết. Thiếu niên Tẩy Dược Hồ lạnh giọng quát, thân thể đột nhiên bộc phát, với tốc độ cực nhanh lao tới trước. Một luồng yêu khí khủng bố lan ra, trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn, huyễn hóa thành một đầu cự xà khổng lồ lao về phía Lý Phàm.
đồng thời bàn tay hắn hóa thành móng vuốt sắc bén, định chụp lấy Lý Phàm. Yêu vụ biến thành cự xà trong nháy mắt quấn chặt thân thể Lý Phàm, cự xà phun tín, dữ tợn khủng bố. Thiếu niên kia trong mắt lóe lên nụ cười lạnh, móng vuốt giáng xuống, không ngờ kiếm tu Ly Sơn như vậy lại không chịu nổi một kích. Lúc này, đồng tử của Lý Phàm hiện lên một vòng hào quang màu vàng, trong cơ thể hắn một luồng khí huyết khủng bố gào thét mà ra. Chỉ thấy con cự xà đang quấn chặt lấy thân thể hắn kịch liệt giãy giụa, sau đó đột nhiên chui vào cơ thể Lý Phàm. Ừm. Thiếu niên thần sắc khẽ biến, chỉ thấy cánh tay của Lý Phàm vươn về phía trước, lại như linh xà linh hoạt, sau đó trở tay chộp, chính xác không sai giữ lấy cổ tay thiếu niên. Thiếu niên tẩy dược hồ kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cự xà đã bị cơ thể Lý Phàm nuốt sạch, cổ tay hắn cũng bị giữ chặt. Răng rắc một tiếng, thiếu niên kêu thảm, Lý Phàm bàn tay nắm chặt cổ đối phương, đột nhiên đập mạnh xuống đất, phanh. Đầu thiếu niên đập xuống đất, máu chảy ra. Thiếu gia. Lão yêu nhận ra tình hình bất thường thì đã quá muộn, mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong cơ thể Lý Phàm lại ẩn chứa yêu khí hung mãnh, có chút tương tự với thủ đoạn của tẩy dược hồ. Vừa rồi cự xà kia bị nuốt trong nháy mắt, hắn không phải kiếm tu Ly Sơn sao? Ta giết người. Thiếu niên đầu bị nện phá nổi giận gầm lên, pháp lực trong cơ thể gào thét, phá thể mà ra, pháp tướng chuẩn bị xuất hiện. Lý Phàm chộp lấy cổ hắn nâng lên, sau đó lại lần nữa đập mạnh xuống đất, phịch một tiếng, pháp lực lập tức bị nện tán, pháp tướng vừa muốn xuất hiện đã biến mất vô ảnh. Buông thiếu gia ra. Lão yêu trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn, một luồng yêu khí khủng bố quét sạch mà ra, một con đại xà khủng bố xuất hiện, vòng quanh thân thể của hắn hướng về phía Lý Phàm. Phanh phanh phanh. Bản sự nhỏ mà nói nhiều, cha mẹ ngươi không dạy ngươi làm người, để ta dạy. Lý Phàm liên tục nện xuống, sau đó chộp lấy cổ thiếu niên đứng dậy, quay mặt về phía lão yêu nói, lão yêu, ngươi nô tài như vậy cũng không ra gì. Giết, giết hắn. Thiếu niên bị ghìm ở cổ nói không thành lời, mắt trắng dã, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Ngươi nô tài này mặc kệ thiếu chủ sống chết sao? Lý Phàm dùng sức, giữ thiếu niên trước mặt. Ngươi muốn chết. Một luồng uy áp ngập trời bao phủ sân nhỏ, yêu khí tràn ngập khắp nơi, Lý Phàm chỉ cảm thấy muốn ngạt thở, giữa trán kiếm quang lập lòe, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Phía sau, Lý Hồng Y nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này thì trợn mắt há hốc mồm. Lý Phàm đối mặt với đại yêu, trong chớp mắt đã bắt lấy thiếu niên kia làm con tin, chắc chắn hắn biết rõ sự uy hiếp của lão yêu, bởi vậy đã có dự định trước khi ra tay. Lão yêu thấy Lý Phàm có con tin trong tay, ánh mắt chuyển sang phía Liễu Cơ, đuôi rắn khổng lồ bất chợt hướng về phía Liễu Cơ bay tới. Con ngươi của Liễu Cơ hóa thành màu xanh biếc, yêu vụ phun trào, một thân yêu xà màu xanh biếc xuất hiện, đuôi rắn quét tới, đột nhiên va chạm với đuôi của lão yêu, tứ cảnh xà yêu. Lão xà hóa xà phía sau càng thêm xấu xí, trong mắt hiện lên tia đố kỵ, hắn ở tẩy dược hồ tu hành nhiều năm, tuổi cao cũng mới đạt đến tứ cảnh chi đỉnh, còn xà yêu trẻ tuổi xinh đẹp này lại đã đến tứ cảnh. Trong mắt lão yêu hiện lên một tia hung tàn, hắn triệt để hóa thành bản thể, một con đại xà xấu xí màu xám trắng xuất hiện trong sân, há miệng, đột nhiên hướng về phía Liễu Cơ mà cắn. Hắn muốn ăn thịt con xà yêu trẻ tuổi mỹ mạo này. Lão yêu phun ra mảng lớn chất độc, Liễu Cơ cũng hoàn toàn hóa thành bản thể, lao tới lão xà. Trong viện, hai đầu đại xà trong nháy mắt quấn lấy nhau, kịch liệt va chạm không ngừng, động tác của hai xà yêu đều cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc cả viện liền hóa thành phế tích. Phía xa vang lên tiếng thét chói tai, hiển nhiên bốn bề bách tính đều thấy được hai đầu đại xà, quan sai chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám tiến lại gần. Một thằng bổng lộc có chút tiền bạc, dẫn đầu đi chém yêu. Khi dễ bách tính còn dễ hơn. Lý Phàm nhìn hai đầu đại xà từ trận chiến trên mặt đất bay lên không trung, yêu thú chiến đấu không giống con người, càng ỷ lại vào thân thể của chính mình. Liễu Cơ nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng khi hóa thành bản thể để chiến đấu cũng vô cùng bạo lực. Tuy nhiên, lão yêu này hình thể càng lớn thì càng độc ác hơn, trên người Liễu Cơ xuất hiện không ít vết thương, sợ rằng khó lòng đối phó được lão yêu này. Lúc này, từ xa có mấy bóng người vượt nóc nhà mà đến, rơi xuống các ngôi nhà bên ngoài viện không xa, khí chất bất phàm, là người tu hành của Trảm Yêu Ti. Nhưng khi nhìn thấy hai đầu đại xà này, họ cũng không dám mạo muội tiến lên. Đại xà này họ không thể đối phó được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Liễu Cơ bị đập mạnh xuống phế tích, lão xà xấu xí tà mâu nhìn chằm chằm về phía dưới. Cẩu nô tài, lão tử bảo ngươi giết hắn. Trong tay Lý Phàm, thiếu niên khàn giọng kêu lên, lão yêu nhìn về phía thiếu niên, nói, thiếu gia chờ lão nô trước tiên xử lý yêu nữ này rồi sẽ cứu thiếu gia. Nói xong,
thân hình khổng lồ của hắn lại lao về phía Liễu Cơ. Lý Phàm giữ chặt cổ thiếu niên, một luồng kiếm ý trên người hắn lưu chuyển, vừa định ra tay thì từ xa một bóng người áo trắng với tốc độ kinh khủng lao tới. Ngay lúc lão xà mở miệng cắn về phía Liễu Cơ, bóng người áo trắng kia đã chắn trước Liễu Cơ, hai tay nắm lấy miệng rắn, đột nhiên bẻ lại, tiếng tạch tạch vang lên, lão yêu thét lên thảm thiết. Nam tử mặc bạch bào giáng một quyền vào đầu rắn, răng nanh của lão yêu bị nện rơi xuống, đầu nghiêng qua một bên, bị đập bay ra ngoài. Người đến là nam tử mặc bạch bào, Ngu Tiên Sinh. Hắn cúi đầu nhìn về phía Liễu Cơ, hỏi, không sao chứ? Chủ nhân, Liễu Cơ hóa lại thành hình người, trên người đầy vết thương, lắc đầu. Cách đó không xa, lão yêu cũng hóa lại thành hình người, gian nan đứng dậy, hắn vịn hàm dưới, khóe miệng bị nện lệch, trở nên càng xấu xí. Hắn ác độc nhìn chằm chằm nam tử mặc bạch bào kia, phẫn nộ nói, Ngu Thành, cha ngươi năm đó tung hoành vùng Bắc Hải, là cự phách của yêu giới, thật uy phong biết bao, sau bị loài người rút gân lột da, ngươi lại biến thành chó săn cho nhân loại, bị Ly Sơn nuôi như sủng vật, ngươi không xứng với cha mẹ ngươi. Chương 30, lập trường. Nam tử mặc bạch bào liếc nhìn lão yêu, thân ảnh khẽ động, chỉ thấy tàn ảnh xuất hiện. Lão yêu hét lên sợ hãi rồi rút lui, trong nháy mắt hóa rắn lần nữa. Ngu Thanh đấm một quyền vào bụng rắn, lập tức bụng con rắn sụp xuống, bị đấm ra máu, thân hình khổng lồ của lão yêu lần nữa bị đập bay, thống khổ kêu gào. Lão yêu một lần nữa đứng dậy, không dám nói thêm. Lý Phàm khống chế thiếu niên hiển nhiên cũng hiểu tình hình hiện tại, Lý Phàm buông lỏng tay một chút, thiếu niên kịch liệt ho khan, khóc lóc nói, vãn bối đến từ Tẩy Dược Hồ, chuyến này đến là để tiếp tiền bối. Cẩu nô tài kia không biết cách nói chuyện, mong tiền bối chớ trách. Ngu Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên liền quỳ xuống mặt đất, nói, vãn bối biết sai. Cút đi, Ngu Thanh giọng nói lạnh lùng không chút gợn sóng. Đa tạ tiền bối, thiếu niên đối với Ngu Thanh dập đầu, quay người chạy đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua lão yêu quát lớn, cẩu nô tài, còn không mau lên. Vâng, thiếu gia. Lão yêu gian nan chạy ra ngoài, dáng vẻ vô cùng chật vật. Lúc ra khỏi sân nhỏ, thiếu niên siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay, ánh mắt hiện lên sát ý mãnh liệt. Trong lòng gầm thét, ta muốn giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn, tên kiếm tu Ly Sơn kia, thiên đao vạn quả, xà yêu kia. Sau khi hưởng dụng xong sẽ giết, con dao long kia, lột da mài xương, đồ phế vật. Thiếu niên khàn giọng nhìn chằm chằm lão yêu bên cạnh, phế vật cẩu nô tài này khiến hắn mất hết mặt mũi, nếu không phải do sợ chết thì e rằng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Trong viện, giờ đã trở thành phế tích, Lý Phàm nhìn về phía nam tử mặc bạch bào, nói, tiền bối tha cho tiểu súc sinh kia, nhưng e là hắn sẽ không cảm kích. Không sao. Nam tử mặc bạch bào đáp, Tẩy Dược Hồ là thế lực đỉnh tiêm ngự thú của Đại Lê, trong đó nuôi dưỡng không ít đại yêu. Thiếu niên này không phải là hạch tâm đệ tử, không có nhiều tài nguyên, sẽ không gây uy hiếp cho người. Nếu giết hắn, Tẩy Dược Hồ sẽ không ngồi yên mà bỏ qua, ngược lại thêm phiền phức. Lý Phàm gật đầu, Ngu Tiên Sinh quả thật đã suy nghĩ vì hắn và rất chu đáo. Tiểu súc sinh kia rõ ràng tâm lý vặn vẹo, nửa điên nửa khùng. Mặc dù hắn không hiểu rõ Tẩy Dược Hồ, nhưng cũng tin lời Ngu Thanh. Lý Phàm cảm nhận được khí chất nho nhã trên người Ngu Thanh, thật khó có thể tưởng tượng rằng hắn lại là đại yêu giao long. Hơn nữa, theo lời lão yêu kia nói, phụ mẫu của Ngu Thanh hẳn là đại yêu đỉnh tiêm, nhân vật cấp cao trong yêu giới, lại bị nhân loại rút gân lột da, chẳng lẽ đối phương từng gặp phải chuyện gì? Hơn nữa, tại sao lại có mối quan hệ với Ly Sơn? Trước đó có nghe đồn rằng Giao Long Sơn Trang đứng sau lưng Ly Sơn, lão yêu kia còn nói Ngu Thanh bị Ly Sơn nuôi nhốt. Còn thái độ của Liễu Cơ đối với mình, nhìn như quyến rũ nhưng thực chất ẩn giấu địch ý, có lẽ trong đây còn nhiều điều bí ẩn. Ngu Thanh nhìn thoáng qua phế tích, sau đó nhìn về phía xa, nơi đó có mấy vị tu sĩ áo trắng đứng, Ngu Thanh biết đó là người của Trảm Yêu Ti. Xem ra nơi này không yên ổn, ngươi theo ta đến Phục Long Sơn Trang thì sao? Ngu Thanh nói với Lý Phàm. Được, Lý Phàm đồng ý, vừa hay hắn cũng muốn biết rõ một số chuyện. Ngu Thanh quay người dẫn đường, Liễu Cơ yên lặng theo sau, Lý Phàm nhảy lên, theo sau. Lý Hồng Y do dự một chút rồi cũng theo. Lý Phàm biết tính cách của nàng, cũng để nàng làm theo ý muốn. Phục Long Sơn Trang nằm ở phía tây thành Lâm An, nơi này gần Tây Sơn, Sơn Trang thuộc khu vực cấm địa của huyện Lâm An, xung quanh rất yên tĩnh, ít có dân cư sinh sống. Trong Sơn Trang cũng rất yên tĩnh, Lý Hồng Y tiến vào Sơn Trang liền cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Từ sau sự kiện ở Miếu Thành Hoàng, nàng đã giữ thái độ hoài nghi đối với những gì mình biết trước đây. Ngu Tiên Sinh, Liễu Tỷ Tỷ,
Khi đi trong phục Long Sơn Trang, họ gặp hai thiếu nữ khoảng 14 đến 15 tuổi hành lễ với Ngô Thanh và Liễu Cơ. An Lăng, An Tâm, đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi? Liễu Cơ ôn nhu nói, hoàn toàn khác biệt với lúc ở bên ngoài. Chúng ta đến chỗ Tú tỷ trò chuyện một chút, bây giờ chuẩn bị về nghỉ ngơi, Liễu tỷ tỷ đừng giận. Hai thiếu nữ khẽ cười nói, Liễu Cơ trừng mắt nhìn họ một chút, nói, mau trở về đi. Biết rồi, Liễu tỷ tỷ. Hai thiếu nữ dí dỏm đáp lại, sau đó chạy đi. Trên đường đi, liên tục gặp không ít nữ tử, phần lớn đều rất trẻ tuổi. Điều này khiến Lý Phàm và Lý Hồng Y ngạc nhiên. Xem ra những tin đồn bên ngoài về Phục Long Sơn Trang cũng có phần nửa thật nửa giả. Phục Long Sơn Trang quả thật có rất nhiều nữ tử, nhưng nhìn trạng thái của họ lại không giống như trong truyền thuyết xấu xa. Đi vào một viện trong Sơn Trang, Lý Phàm gặp lại nam tử trung niên từng va chạm với tăng nhân vô tướng của Kim Cương Tự. Liễu Hà, ngươi chuẩn bị chút rượu thịt. Ngô Thanh ra lệnh. Được. Liễu Hà gật đầu, đối với Lý Phàm cười nói, lại gặp nhau rồi. Hôm đó còn phải cảm ơn Liễu tiên sinh đã giúp đỡ. Lý Phàm nói. Không sao, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không sao. Liễu Hà tùy ý nói, sau đó quay người sai người đi chuẩn bị thịt rượu. Cũng không lâu sau, trong viện thịt rượu đã được chuẩn bị xong. Ngô Thanh và Lý Phàm ngồi trong viện, Liễu Hà và Liễu Cơ ngồi sau Ngô Thanh, Lý Hồng Y thì ngồi bên cạnh Lý Phàm. Bên cạnh còn có hai nữ tử trẻ tuổi rót rượu hầu hạ. Lần trước Lý Phàm hỏi Liễu Hà rằng Phục Long Sơn Trang thật sự có trăm vị nữ tử phụng dưỡng, Liễu Hà trả lời là đúng. Bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Lần trước ở tửu lâu uống chưa hết hứng, hôm nay lại uống vài chén nữa. Ngô Thanh với bộ áo bào trắng vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ, nâng chén về phía Lý Phàm. Trong lòng Lý Phàm có nhiều nghi vấn, liền nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ngươi muốn hỏi gì? Ngô Thanh dường như nhìn thấu tâm tư của Lý Phàm, chủ động cười hỏi. Tiền bối thật sự là Giao Long. Lý Phàm hiếu kỳ hỏi. Sao? Không giống sao? Ngô Thanh nhìn thiếu niên trước mắt ngây thơ, tùy ý cười nói. Không giống lắm. Lý Phàm lắc đầu, nói, giống như một tu sĩ nho nhã. Ta có một nửa huyết mạch nhân loại. Ngô Thanh đáp, phụ thân ta là đại yêu Giao Long, còn mẫu thân ta là nhân loại. Lý Phàm hơi kinh ngạc nhìn đối phương, thấp giọng nói, nhân cùng yêu, cũng có thể. Nói đến đây, hắn cảm thấy không hay lắm, liền ngừng lại. Nhân loại là vạn vật chi linh, yêu vật tu hành cảnh giới càng cao, càng giống nhân loại. Có thể sống với thân phận nhân loại, thậm chí kết hôn và sinh con với nhân loại, cũng là có thể. Ngô Thanh không để ý giải thích. Lý Hồng Y nghe vậy liền liếc nhìn Liễu Cơ. Liễu Cơ dường như nhận ra ánh mắt của nàng, liền nở nụ cười mị hoặc với nàng. Lý Hồng Y chỉ cảm thấy khó mà cưỡng lại, liếc nhìn sang bên cạnh Lý Phàm. Hắn không lẽ có khẩu vị nặng như vậy? Trước đó lão yêu kia nói tiền bối bị Ly Sơn. Lý Phàm lại hỏi. Ta thực sự bị Ly Sơn giam lỏng ở đây. Trong Phục Long Sơn Trang có tỏa long trận, không cho phép ta rời khỏi phạm vi nhất định của Sơn Trang. Ngô Thanh lạnh nhạt đáp. Khi nói vậy, sắc mặt của Liễu Cơ hiển nhiên có chút biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm cũng mang theo sự lạnh lùng. Lý Hồng Y thì trở nên có chút căng thẳng. Lý Phàm sắc mặt cổ quái, hỏi, tại sao? Hơn 10 năm trước, tu sĩ nhân loại và yêu giới đã bùng phát một trận đại chiến, ảnh hưởng đến toàn bộ vương triều Đại Lê, ngươi có biết không? Ngô Thanh hỏi, biết một chút. Lý Phàm gật đầu, trong đầu lại chìm vào những ký ức không vui. Những đống thi cốt kia giống như tràng cảnh địa ngục. Hắn đã đi một lượt qua địa ngục, sau đó được đưa lên Ly Sơn. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Ta phạm sai lầm, ăn người, bị loài người giam giữ. Vốn nên như vậy. Giọng nói của Ngô Thanh lạnh nhạt, nhưng cảm xúc của hắn dường như xuất hiện một sợi gợn sóng, giơ chén lên uống cạn sạch rượu bên trong. Nụ cười trên mặt Lý Phàm cũng biến mất, trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Nhân loại giết cha mẹ ngươi, ngươi ăn người có gì sai? Bên cạnh Liễu Cơ trở nên kích động. Ngô Thanh nhìn Liễu Cơ một chút, nhưng ánh mắt của Liễu Cơ vẫn quật cường nhìn lại, không chịu lùi bước. Nàng không phục. Người giết yêu, yêu tự nhiên ăn người. Ngô Thanh thở dài, nhìn về phía Lý Phàm, cũng chú ý đến biến đổi nhỏ trên mặt Lý Phàm. Thế gian này làm gì có đúng sai, chỉ có lập trường. Ngô Thanh giơ chén rượu lên về phía Lý Phàm nói, uống rượu nào. Lý Phàm hơi động lòng. Đúng vậy, thế gian này nào có đúng sai. Nhân loại giết cha mẹ của Ngô Thanh, tự nhiên hắn muốn ăn thịt người. Khi nghe rằng Ngô Thanh đã ăn người, trong lòng hắn không vui. Đây là lập trường, bởi vì hắn là người, hắn đã từng gặp qua yêu ăn thịt người. Cho nên, Ly Sơn đem ta tù ở đây cũng không có vấn đề gì.
Ngô Thanh thần sắc khôi phục lạnh nhạt, ngay cả uống vài chén. Lý Phàm nghe nói Ngô Thanh nói như vậy, nội tâm sinh ra gợn sóng, hắn nếu là Ngô Thanh, quả quyết không cách nào làm đến đối phương như vậy lạnh nhạt đối đãi. Cha mẹ bị giết, mình bị tù, đứng tại Ngô Thanh lập trường, đây là huyết hải thâm cừu. Làm sao lại không có vấn đề? Liễu Cơ thanh âm có chút khàn khàn, con ngươi hóa thành màu xanh biếc, giống như lộ ra cừu hận. Năm đó Đại Lê chi loạn, cái này Đại Lê thiên hạ, không biết chết bao nhiêu người, cho dù là văn danh thiên hạ đại kiếm tu Ly Sơn kiếm thủ cũng mệnh vẫn, đây lại là ai vấn đề? Ngô Thanh thở dài một tiếng. Lý Phàm nghe được Ly Sơn kiếm thủ mệnh vẫn, thần sắc nghiêm nghị. Đó là tiểu sư huynh phụ thân. Có lẽ là nguyên nhân này, lão già mù nói tiểu sư huynh trên thân ý sát phạt quá nặng, nhất là đối với yêu, Lý Phàm tận mắt nhìn thấy qua tiểu sư huynh giết yêu lúc tràng cảnh. Liễu Cơ cúi đầu không nói, nàng không hiểu nhiều như vậy đạo lý. Không đề cập tới những này mất hứng sự tình. Ngô Thanh lắc đầu, nhìn về phía Lý Phàm nói, nâng lên Ly Sơn kiếm tu, ta nghe nói Ly Sơn kiếm tu tất cả đều thiên phú phi phàm. Có kiếm tu có thể tiếp dẫn nhật nguyệt tinh thần chi lực, rèn luyện kiếm chủng, ngươi cũng là kiếm tu, khả năng làm đến. Thiên địa vạn vật tất cả đều có dấu linh khí, người tu hành thu nạp vạn vật chi linh khí tu hành, thủy hỏa thảo mộc, dị bảo các loại, thậm chí giang hà hồ nước, lôi đỉnh mưa móc. Nhưng có người thiên phú dị bẩm, có thể mượn nhật nguyệt tinh thần chi lực tu hành, năm đó Ly Sơn kiếm thủ đã là như thế, không biết Lý Phàm lấy gì tôi kiếm. Hả? Lý Phàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh. Không tiện nói cũng là không sao. Ngô Thanh vừa cười vừa nói. Hẳn là, có thể chứ. Lý Phàm trở về một tiếng. Hẳn là có thể. Ngô Thanh nghe được Lý Phàm lời nói lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức thoải mái cười một tiếng. Đại khái là người thiếu niên thích sĩ diện. Lý Phàm còn kiêm tu năng lực khác, kiếm đạo thiên phú yếu một ít cũng bình thường. Ly Sơn cái kia Đại Lê trẻ tuổi nhất ngũ cảnh kiếm tu hẳn là có thể làm đến đi. Đương nhiên, trong mắt của hắn thiên phú yếu cũng không phải là thật yếu mà là so sánh Ly Sơn đỉnh cấp kiếm tu mà nói. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Kiếm khí Triều Thiên của tác giả Tịnh Vô Ngân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.